chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện tiệm rượu nương tử nhát gan, tập 2, chương 11, Đỗng Thanh, tư mã thanh chỉ nghe ban lan một tiếng tấm cổng tò vò mở đoạn phủ hậu tiếng người trong viện cùng nhau chấn động nơi hẻo lánh bên trong đỉnh lấy hai bánh bao đầu áo xám người hầu kém chút trắng đến đầu lưỡi nhảy dựng lên liền hướng cửa sau tảng đá trên đường một quỳ nước mắt đều nhanh ra tới cô ta nha nội ai tiểu nhân nhưng đợi đến ngài ngài lại muốn chậm một chút tiểu nhân sợ là muốn một đầu đụng chết trên cửa hắn nói xong cũng dập đầu chưa từng nghĩ trước tiến đến hoàn toàn chính xác thực một con lông trắng chó con, sau đó mới là kia cà lơ phất phơ hoàng khố thiếu gia. Đoạn tam lang về nhà chưa từng đi cửa chính, bởi vì cửa chính bên trên luôn có đoạn cửu người đang ngó chừng, đoạn cửu muốn ép hắn đọc sách, hắn chí không ở chỗ này, trong thư phòng sách đều cổng xuống sau liền bắt đầu chơi bời lêu lỏng, đoạn cửu khí hắn chơi, vật tan chí cả ngày nhà không có chút nào đứng đắn, lại đều ở bên ngoài gây chuyện thị phi, bị người ám toán, liền nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem người khóa trong phòng, nhưng đoạn tam lan lơ đỉnh, nên chạy vẫn là chạy, đọc sách cũng đọc, chỉ không cầu tin, thông minh đầu óc đều dùng tại đoạn cửu lo lắng nhất địa phương, đoạn cửu thấy giam không được hắn, quay đầu trong đêm tưởng tượng lại yêu hắn không có nương giáo dưỡng, ấy nấy không chịu nổi, lại không đành lòng quá mức hà khắc, chỉ là dặn đi dặn lại gọi hắn mỗi tháng đọc vài cuốn sách, chuyện khác cũng liền mở một con mắt nhắm con mắt thôi. Chỉ là lần trước đoạn tam lan bị người vây đánh, đoạn cửu giống như là bị dẫm cái đuôi, trong lúc nhất thời thảo một giai binh, đoạn tam lang im lặng, mỗi lần đi ra ngoài đều chỉ thật tối ngầm tránh hắn. Ngày xưa cũng không thấy cái này đoạn phó như vậy kinh hoảng, hôm nay liền cùng lửa cháy đến nơi thấp chân gà, đoạn tam Lang nhíu mày, lão cha phát hiện, cũng không phải là lão gia. Nhỏ bột đứng lên, lòng nóng như lửa đốt nói, chỉ trong nhà đến quý khách, lão gia tự mình chiêu đãi, bảo tiểu nhân mang thiếu gia đi qua bái kiến, cái này đều gọi người đến tìm ba lần, tiểu nhân không có cách nào khác, lúc này mới tại cửa sau ngưỡng cửa bên trên chờ. nha nội ngài mau theo ta đi thay quần áo gặp người đi, gặp khách liền gặp khách, thay quần áo nhiều phiền phức. đoạn tam lang lơ đỉnh, tuy là quan gia đến, nói cũng đúng chính sự, cùng ta cái này vật làm nền có rất tương quan. đoạn phó im lặng, liền thấy đoạn tam lang cúi đầu đem tiểu bạch cổ lại ôm, hắn thở dài trong lòng, như thế mạo hảo thiếu niên tốt xấu làm giả vờ giả việc dáng vẻ cũng có thể chứa cái thiên chi kiêu tử, nhưng vị này đoạn nha nội lại làm theo ý mình, giả hoạt mà bất chính, khiến người đối nó ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Hôm nay tới cửa người lại là liền cái hạ nhân đều khí độ bất phàm, chỉ sợ lai lịch không ít, còn có lão gia mấy phen tuân tuân căng dặn, để hắn lĩnh thiếu gia đi thời vụ cầu kính cẩn, thái độ đoan chính, cứ như vậy đi, quay đầu bị phạt sợ là cũng phải hắn đến gánh. Đoạn phó cắn răng một cái, mấy bước tiến lên, thiếu gia nghe bột một lời lần này lão gia thế nhưng là nhất thiết đã phân phó ngài lần này đi tất nhiên muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm không thể đắc tội kinh sư quý nhân nếu không lão gia cũng khó tự xử a à. đoạn tam lang bước chân dừng lại miễn cưỡng nhíu mày xinh đẹp mặt mày lại lộ ra mấy phần cổ quái như thế lớn nhân vật đoạn cửu đã là lâm an tri phủ tổng tứ phẩm quan dù không cao lắm nhưng cũng không tính quá thấp nhân vật bậc nào vậy mà để cha hắn đều muốn cẩn thận như vậy cẩn thận, khi lớp 10 phẩm bán phẩm sợ là không thể nào, cha hắn kia tính tình cũng sẽ không dễ dàng đối người cúi đầu không lưng, nếu không phải tam phẩm bên trong đại quan, chính là trong kinh ấm phong quý nhân, luôn không khả năng là hoàng tử Long Tôn A, sách, phiền phức, ta biết, đi một bên, gọi phòng bếp chuẩn bị ăn chút gì, đem ta hôm qua mang về rượu lấy ra một bình tới, nếu là quý nhân. Vậy liền vừa vặn cầm rượu kia thử xem, nếu là kia cái gọi là quý nhân cũng thích, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem rượu kia quán danh khí cho đánh đi ra. chờ một chút, rượu kia quán còn giống như không có đặt tên. đoạn tam lang im lặng, tiểu nha đầu hẳn là coi là ủ ra rượu ngon liền có thể gối cao không lo hay sao? đừng chết rồi, đánh hậu viện đi phòng trước. một đường nữ làm nô bột mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lang vũ trái phải, tuấn giác tần suy, đóa lâu đình quyết hòa lẫn, quá trung môn nhập ngoại viện liếc thấy hành lang rộng trong đình loạn ngồi mấy cái khuôn mặt xa lạ, tiểu bạch ngáy khò khò, ngủ được rất nhanh, rất nặng, đoạn tam lang mặt không đổi sắc, dưới chân không có nửa phần chần chờ, trực tiếp đi tới, không ngoài ý muốn cùng những người kia đối mặt ánh mắt, bọn hắn chợt nhìn giống như là quán rượu bên trong nhàn hán, đoạn tam lang khóe miệng chậm rãi dương lên, khoảng cách mấy người tầm 10 bước thời điểm, một người trong đó đột nhiên nhìn lại, người nào, người kia phản xạ có điều kiện hét lớn đoạn phó nhất thời đầu đổ mồ hôi lạnh, bận biểu mấy bước tiến lên giải thích, mấy vị tướng công thứ lỗi, đây là nhà ta thiếu gia, không phải cái gì người xấu, người kia cũng là hô về sau mới biết không ổn, quên nơi này không phải kinh sư, chỉ là dương mắt đối đầu đoạn tam nghĩ thời điểm, lại nhất thời im lặng, làm sao? dáng dấp dạng này một gương mặt, bốn phía mấy cái thị vệ, cũng đều là con ngươi co rụt lại, hai mặt nhìn nhau, thần sắc hơi trầm xuống, mười phần giật mình bộ dáng đoạn tam lang cũng không để ý, không hề lo lắng đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười bổ đao. Bản thiếu gia còn tưởng rằng đây là tiếng nhà khác đâu, đoạn phó, quay đầu bốn phía hỏi một chút, chúng ta đoạn gia lúc nào đến phiên người ngoài hô ba uống bốn rồi, người kia lạnh xuống mặt, ngươi, đi. Bên trái nam tử mặc áo xanh trầm giọng, cao mày thu hồi đặt ở đoạn tam lang trên người ánh mắt, ghi nhớ thân phận của ngươi, người kia ngượng ngùng, lập tức không dám nhiều lời, chỉ càng không cam lòng ngồi xuống lại, trừng mắt lan vũ bên trên mẫu đơn bồn cây cảnh sau một lát lại nhịn không được mở miệng gương mặt kia thiên hạ to lớn hình dung tương tự người không phải số ít nam tử mặc áo xanh ngữ khí lãnh đạm đừng muốn ngạc nhiên làm kia không kiến thức sự tình ra tới đoạn tam lang một chút không sai hoàn toàn không có đem những người kia để vào mắt xem bọn hắn sắc mặt không tốt đoạn phó cũng không dám chờ lâu chắp tay liền mau đuổi theo bên trên đoạn tam lang chột dạ nói công tử ngài làm gì cùng bọn hắn đưa khí đâu, không có rơi xuống đầu đề câu chuyện, đến lúc đó gọi người khác ngược lại được đà lớn tới. Đoạn Tam Lan Kinh Bỉ nói, cuộc sống xa hoa nhà, từ nên hiểu được trên dưới công ty, thiên tử rủ xuống đường còn muốn đối đại thần lấy lễ để tiếp đón, hắn chỉ là một cái hộ vệ, không biết thi lễ, nói năng lỗ mãn, nếu ta chủ nhân này còn muốn như ngươi như vậy phụ họa làm dáng chẳng lẽ không phải gọi người cảm thấy ta lâm an đoạn gia cùng bè lũ xu nịnh tôn tép nhảy nhép không có chút nào khác nhau, đoạn phó yên lặng, cái này nói đến cái gì a? À? hắn dù sao là nghe không hiểu, đoạn phó cười ngây ngô, mắt thấy chính sảnh liền đến, liền lại hạ giọng, kia thiếu gia, ngài chí ít đem cái này xúc, xin để xuống đi. Đừng quay đầu kinh quý khách, đã là quý khách, sao sợ cái này bàn tay tiểu vật. Đoạn tam lang vặn chặt lông mày, không kiên nhẫn hắn lại nhảy cả ngày lao thao, lộ ra không phóng khoáng, tức giận nói, ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy. Ngươi không phiền ta đều phiền, cút xa một chút, đoạn phó bị hắn quát lớn, cũng không dám buồn bực, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vâng, thiếu gia, đoạn tam lang sải bước đi vào, nhà chính bên ngoài vậy mà cũng có khuôn mặt xa lạ đứng, không nhiều, chỉ hai cái. Càng nhiều vẫn là đoạn gia gia phó, lại thật xa liền có thể trông thấy kia trong sảnh trái bên trên đang ngồi lấy một cái rồng chương phượng tư, tươi mát đẹp trai nam nhân đánh khía cạnh nhìn, lại cùng mình còn có mấy phần giống nhau. Đoạn tam lan tâm tình vi diệu, chân bước qua cánh cửa liền định trụ, chỉ nhìn chầm chầm nam nhân kia không nháy mắt nhìn xem hắn, thình lình nam nhân kia cũng nhìn đi qua, chợt vừa đối mắt, lẫn nhau đều vô ý thức khẽ giật mình. Công đường đoạn cửu sờ lấy râu đẹp râu dài, gặp hắn vốn là tới trễ, trong ngực còn ôm lấy cái chơi, vật, một điểm khí lập tức tạo ra năm phần, đem chén trà vừa để xuống, lập tức không cao hứng lại chạy nơi nào giả đi. Cái này suốt ngày nhà liền không gặp ngươi đọc qua một quyển sách, ngược lại là chiêu mèo đùa chó trượt phải lưu loát, đoạn tam lan hoàng hồn, trên dưới dò xét hắn mấy mắt, kỳ, trước kia đều là trực tiếp vẫy tay áo rút cái chổi, hôm nay thế mà chỉ là quát lớn hai câu, có khách quý chính là không giống A, à, lão cha thế mà cũng biết sĩ diện, đoạn cửu gặp hắn dò xét mình, không khỏi có chút tai đỏ, lập tức trừng mắt, còn đứng ngay đó làm gì còn không qua đây gặp khách, nói xong hắn liền đối trẻ tuổi tuấn đỉnh nam nhân thở dài, Đổng công tử chê cười, con ta tuổi còn nhỏ, có chút ngang bướng quá mức, như thế lớn cũng không có gia thất, tất cả chỉ biết đi dạo xung quanh, không có gọi công tử trò cười. Sau này trong phủ chỉ làm như không nhìn thấy người này chính là mới không xong, đụng công tử, Đoạn Tam Lang bay cái im lặng ánh mắt đi qua, nghênh ngang trực tiếp ngồi xuống nam nhân bên người, miễn cưỡng vểnh, lên chân bắt chéo, không sai cha ta nói đúng cực hắn nhất câu môi quỳnh ngọc diêm dúa khuôn mặt liền lộ ra mấy phần tà khí thẳng vào dò xét nam nhân kia bản thiếu gia lúc không có chuyện gì làm liền thích đông đi một chút tây ngao du trong phủ trái phải không có vị trí của ta công tử một mực đem nơi này xem như nhà mình ta không ngại ta một điểm đều không ngại đoạn cửu mặt nháy mắt đen nắm lên chén trà muốn ném không ném bộ dáng trên trán nổi đầy gân xanh đoán chừng là xem ở nam nhân trên mặt mũi mới không có phản xạ có điều kiện đứng lên quốc hắn. Nam nhân so năm nào dài, bây giờ 25, so đoạn tam lan lớn hơn 8 tuổi, tính cách cũng không thể so sánh nổi. Dù là đoạn tam lan thái độ tản mạn, ngữ khí muốn ăn đòn có phần mang trào phúng, nhưng trên mặt hắn biểu lộ cũng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ như vậy bình thản ôn nhu. Hắn quay đầu nhìn thiếu niên, đem thiếu niên mỹ lệ diện mạo đặt vào đáy mắt, ánh mắt nhất là tại hắn kia khóe mắt nốt rùi son bên trên dừng dừng, chỉ toàn mắt mỉm cười, yếu ớt thở dài, lại ngày thường tốt như vậy. Hắn khẽ lắc đầu, ý vị không rõ nói, tại hạ ngược lại là mặt cảm, đoạn tam lan sờ lấy tiểu bạch cẩu tay dừng lại, biểu lộ hơi lộ ra cổ quái, kinh nghi bất định nhìn trừng hắn một cái, có bị bệnh không? Ngươi quản ta ngày thường có được hay không? Đoạn cửu sốc lên tầm mắt, không chút biến sắc, đặt lên bàn ngón tay chậm rãi gõ bàn một cái, bầu không khí không lý do siết chặt, gâu. Tiểu Bạch Cẩu Linh mẫn giật giật lỗ tai, từ đoạn tam lan trong ngực ngẩng đầu, tại hạ Đổng Thanh, nội các học sĩ Đổng Vạn năm con cháu, Đổng Thanh phản phất chưa từng phát giác đường trung khí phân quỷ dị, hắn thật sâu nhìn thiếu niên một chút, 17 tuổi tác, chính là sinh cơ bừng bừng gọi người mạch lần trước đầu thời điểm tốt, thiếu niên nhịn không được nhớ tới rất nhiều đoạn, tay áo Long Dương nghe đồn đến, nhất thời tê cả da đầu, phủi đất lập tức đứng lên, chưa từng thấy nam nhân, Đổng Thanh biểu lộ không thay đổi, Nụ cười của hắn dường như mãi mãi cũng như vậy hoàn mỹ, hắn bắt liếc kia trong ngực tiểu Bạch Cẩu, mỉm cười mỉm cười, mang theo Đoạn Tam Lang còn chưa dưỡng thành thành thục ổn trọng, ấm giọng cười nói, "Ngươi bây giờ mới 17 tuổi, 4 tháng sau mới được quan lễ, chẳng qua là cái nam hài thôi, sao ta đệ đệ nhỏ nhất còn nhỏ một tuổi, hắn làm sao biết mình còn có 4 tháng mới tròn 18?" Ý tưởng này chợt lóe lên, không kịp suy nghĩ sâu xa, Đoạn Tam Lang liền nghe nhà mình lão cha vui mừng nói, thế chất nói đúng lắm, Đổng Huynh cùng ta cũng là đồng môn, tam lang, cái này đoạn thời gian thế chất liền muốn trong phủ đặt chân, gọi hắn biểu ca liền có thể, ngày bình thường. Ách, hắn dường như lúc đầu muốn để đoạn tam lang nhiều thân cận, thân cận Đổng Thanh, lời đến khóe miệng lại nhìn không được ghét bỏ nhìn một chút nhà mình nhi tử, thật dài thở dài, ta cũng không cầu ngươi đi theo người ta tiến bộ, chỉ không muốn đi cho lão tử gây phiền toái. Đem ngươi biểu ca hướng kia câu lang thanh, lâu bên trong mang liền tốt. Đoạn tam lang mặt đều xanh, đây là cha ruột, Đổng thanh buồn cười, không biết nghĩ đến cái gì, đối đoạn cửu cười nói, theo tiểu chất nhìn, thế bá nghiêm trọng, nhà nội tuổi nhỏ gió, lưu, chính là tính tình bên trong người, nhưng cũng là thế gia xuất thân, giờ cũng là biết nặng nhẹ, đoạn tam lang ninh không phải biết thân phận của hắn quý giá. Không phải, hắn nếu không biết, mới mình thốt ra câu nói kia, liền đủ để gọi hắn miệng ra ác ngôn nói lời nói cử chỉ nói là vô lễ, nhưng cũng nhưng nói là tự nhiên hào phóng, rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc, quy vũ bất khuất dáng vẻ. Đoạn tam lan lại bị thổi phồng đến mức có chút cảnh giác mọc thành bụi, ta cảm thấy cha ta nói đúng, sau này chúng ta vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Đoạn cửu miễn cười, Đổng thanh lại vẫy một cái lông mày, nghiền ngẫm nhìn hắn một cái, biểu đệ. Thế nhưng là hiểu lầm vi huynh rồi, ai là ngươi biểu đệ, đoạn tam lang nhịn không được sắp bột phát, đúng lúc này đoạn phó lại đi mà quay lại kinh hoảng chạy vào nói không tốt lão gia kia kia lạc gia trưởng nữ đến rồi nàng tới làm gì đoạn tam lang giật mình lại là đến bức hôn không phải đoạn phó xấu hổ nàng mang theo người bưng lấy nhà chúng ta lúc trước đưa qua đến hôn lễ cùng cùng sinh nhật dáng đâu lạc gia cùng đoạn gia cũng coi là lâm an của tộc thế giao hai nhà sớm đã đính hôn tại lạc gia thả một năm không đến lại gọi người trả lại, đây là ý gì, cái này không phải liền là đến từ hôm sau, trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh, có người yêu thích có người buồn, đoạn tam lang giật mình, trong mắt tinh quang lóe lên, đổng thanh miếng môi, nhu hòa trên mặt xẹt qua trêu tức, nhìn một chút bên tay phải hớn hở ra mặt thiếu niên lan, đến sớm không bằng đến đúng lúc, đây chính là gọi hắn đụng phải vỡ kịch, đoạn cửu khóe miệng giật một cái, đã không bái thiếp như thế nào liền đến nhà. Lạc gia cũng quá không có quy củ liền nói chúng ta đang chiêu đãi quý khách có chuyện gì gọi nàng đại nhân tới đàm ai cha cái này chính là của ngươi không đúng người ta đến đều đến nói không chừng có cái gì lửa xém lông mày việc gấp đâu ngươi dù sao cũng là thanh thiên đại lão gia nào có hỏi cũng không hỏi liền đem người đuổi đi đoạn tam lang một mặt nghiêm mặt trong con ngươi ý cười đều nhanh tràn ra tới cực nhanh đem tiểu bạch hướng trên mặt bàn vừa để xuống mặt mày hớn hở vị hôn thê đến bản nha nội đương nhiên muốn đích thân đi nghênh đó vừa dứt lời, vậy chân liền đã phóng ra cánh cửa, kia không kịp chờ đợi dáng vẻ, thấy đoạn cửu mí mắt trực nhảy, tiểu tử ngu ngốc này, thật sự coi chính mình không biết hắn không có nhiều nghĩ thành nhà đúng không, ngươi trở lại cho ta. Đoạn cửu chán nản, động thanh mắt sáng lên, nghe nói Lâm An Lạc Gia còn tại trịnh quốc hầu cửu tộc bên trong, tuy là chi nhánh, nhưng cũng là tuân nghi nhà, biểu đệ nếu có thể cùng nhà như vậy kết thân, tại sĩ, đồ cũng là rất có ích lợi đoạn cửu thở dài, đứng dậy, sĩ, đồ. Thế chất chớ có nói đùa, đứa nhỏ này bây giờ đồng sinh cũng không quá, đọc sách cũng qua loa đại khái, nói thế nào sĩ, đồ, hắn trước kia mất mẹ, ta chỉ mong hắn sau này tại Lâm An làm phổ thông phú hộ cũng liền thôi, lệnh lan ngút trời Mỹ Ngọc, đáng tiếc đi. Đổng Thanh cũng đứng người lên, sách chân muốn đi ra ngoài, người sống một thế, bình an trôi chảy liền có thể, đoạn cửu cười, cái trán lại tràn ra một giọt mồ hôi lạnh bị hắn không lộ ra dấu vết lau đi đứa nhỏ này cũng liền tại lâm an làm cái thổ bá vương có thể thực hiện về phần cái khác vẫn là không nên suy nghĩ nhiều thật tốt đổng thanh cười như không cười nhìn hắn một cái dẫn đầu đi ra nhà chính đoạn cửu theo sau lưng trong mắt lửa giận nhưng dần dần biến mất chỉ có một cổ không hiểu lãnh ý quấn quanh không hạ đổng thanh đông thanh đông cung thái tử tư mã thanh rốt cục vẫn là tìm đến sao đoạn cửu cười khổ, mà lúc này đoạn phủ trước cửa, mắt phượng hồng y nữ tử cũng dục hỏa trùng sinh mà đến, dẫm lên kiếp trước đau khổ, lạnh lùng vứt xuống sinh nhật thiếp, chờ một chút, nữ tử bị nước miếng của mình cho nghẹn một chút, đoạn cửu cùng đổng thanh vừa ra tường xây làm bình phong ở cổng, liền gặp một cái đỏ mặt tía tai nữ hài một tay lấy đoạn tam lan hướng sau lưng đẩy. Mà kia tư thế hiên ngang nữ lang áo đỏ lại ho đến hôn thiên hắc địa, đoạn tam lang đoạn tam lan vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào mảnh bên trên, đau đến giật giật, hai người. Tình huống như thế nào, đổ tam tư chạy thở không ra hơi, chỉ thấy một đống người chen ở đây, tình cảnh phi thường phù hợp tiểu thuyết nữ chủ sống lại nghịch tập thứ nhất màn, từ hôn giết người, cái này mẹ nó là ngay tại đoạn nàng tài lộ A, đổ tam tư đầu óc nóng lên, mặt đỏ tới mang tay bên cạnh thở bên cạnh rung bên cạnh uy hiếp, ngươi, nếu là dám làm loạn, ta. Ta cùng ngươi không, không xong, giống đỏ mắt con thỏ tại hộ ăn. Chương 12, hỗn loạn từ hôn. Lạc Thanh Mai kiếp trước là Lạc gia thứ trưởng nữ, đương nhiên một thế này cũng thế. Lạc gia là Lâm An nhà giàu, Lạc phụ thê thiếp thành đàn, Lạc mục lại là cái không thể chứa người, chỉ thích ở trước mặt người ngoài cố giả bộ hài hòa, người bên ngoài đạo nàng rộng lượng, nhưng mà chỉ có nội viện thê thiếp mới biết được nàng tâm tính có bao nhiêu độc, bởi vì Đoạn gia cùng Lạc gia giao tình dễ làm năm trong nhà không nữ cũng bởi vì nàng là đầu thai cô nương lạc phụ ái thiếp liền đem hai nhà thông gia trách nhiệm liền rơi vào lạc thanh mai trên thân nhưng mà lạc phụ thực sự bạc tình mẹ để lại đẹp chưa quá ba tháng liền lại nạp một phòng mỹ thiếp nàng mẹ thế là liền thành trong nội viện nhất không có ý nghĩa cỏ rác bất hạnh nhiễm bệnh tráng niên mất sớm lạc thanh mai cũng bị tiếp vào chủ mẫu lạc thị dưới trướng nhưng mà lạc thị sao lại thực tình đối nàng tốt nàng đối ngoại quen làm chỉ có bề ngoài đối nàng nhìn như cưng chiều kỳ thực nâng giết, đồng thời thỉnh thoảng mang theo đít muội tại lạc phụ trước mặt nói xấu, cuối cùng để lạc phụ chán ghét mà vứt bỏ nàng. Kết hôn năm đó, lạc mẫu oán độc nàng có tốt việc hôn nhân, đích muội hận nàng khuynh quốc mỹ mạo, lại liên thủ để ngoại nam xâm nhập mình khuê phòng khi nhục nàng, nàng liều chết chống cự, thật vất vả từ trong viện chạy đi, chưa từng nghĩ, cuối cùng đạt được lại là lạc phụ một cái bàn tay, còn có một câu chẳng biết xấu hổ, làm lấy quốc roi, máu tươi ba thước mới có thể rửa sạch cửa nhà quất roi nàng bị người bắt đến từ đường ngay trước tổ tông bài vị bị quất đến mình đầy thương tích nàng cầu lạc mẫu cứu nàng nàng khi đó lại vẫn hoang đường tưởng tượng lấy dù là nàng càng thiên vị nàng con gái ruột thì nhất định sẽ cứu nàng làm trò cười cho thiên hạ là nàng quá ngu từ tiểu tướng nàng xem như cứu rỗi coi là mẹ đẻ về phía sau nàng chính là đối với mình người tốt nhất nàng là thật tâm kính yêu nàng kết quả thẳng cho đến lúc đó nàng mới hiểu được, cái này từ tiểu ái nàng thương nàng mẹ cả, mới là nàng ngắn ngủi 17 giữa năm thấy qua nhất lòng dạ rắn rết phụ nhân, làm mẹ cả đóng lại cửa sân chế dễu nàng thô bỉ vụng về thời điểm, nàng mới biết được đây hết thảy lại đều là âm mưu, làm đít muội một chân dẫm lên nàng nhúng máu ngón tay thời điểm, nàng mới hiểu được nguyên lai năm đó mẹ đẻ cũng không phải là chết bệnh, làm miệng bên trong bị rót đầy độc dược thời điểm nàng mới nhìn rõ. Nguyên lai mình chẳng qua là các nàng trong mắt trò cười nàng sau khi sống lại liền phát thệ, một thế này nhất định phải làm cho các nàng nợ máu trả bằng máu, mà nàng làm chuyện thứ nhất, chính là muốn từ hôn, từ chối cái này cửa đã từng mang cho nàng lớn lao tổn thương cùng khuất nhục hôn sự, nàng đã thăm dò được, cái này lâm an nha nội chẳng qua là cái hoàng khố ngang bướng người, nàng đã nhìn thấu lạc phụ bạc tình, cũng thấy rõ nữ tử không thể nắm giữ vận mệnh đau khổ, nàng đã quyết định sống bước phát triển mới sinh, nhưng mà... Lý tưởng là vĩ đại hiện thực là càng cỗi, khụ cụ cụ. khụ. Quẹ, cái này tân sinh quả thực ném đến nhà bà ngoại, lạc thanh mai mặt đều khục đỏ, một thân hồng y, mắt phượng ngậm xuân, môi son thở khẽ, tự ở nhà hoàng trên thân đập thẳng ngực, khóe mắt hơi nhíu, xinh đẹp mà vũ mị, thấy đổ tam tư trợn cả mắt lên, nữ chủ A. Đây là nàng một mực muốn trở thành nhất vì cái gì loại kia sát phạt quả đoán, ân oán rõ ràng, cười mắng tự nhiên nữ chủ A. Trên đời này lại có như thế xuất trần tuyệt diễm, chờ một chút. Nàng làm sao khục thành dạng này, đổ tam tư ánh mắt sáng trực, giấu trong lòng một loại thấy thần tượng cùng vì công việc không thể không cùng thần tượng giữ một khoảng cách phức tạp tâm tình cứng tại tại chỗ, trong lúc nhất thời liền sợ hãi đều quên, thật xin lỗi thần tượng, vì mạng sống, ta chỉ có thể tạm thời phản bội ngươi, đổ tam tư, đắm chìm trong xoắn suýt cảm xúc bên trong không cách nào tự kềm chế. Đỗ Tam Tư đột nhiên nghe được phía sau gầm lên giận dữ, bả vai lập tức trầm xuống, nghiêng đầu xem xét, liền gặp được nhỏ nhân vật phản diện một mặt vẻ lo lắng, mặt mày dữ tợn, hai hàm răng trắng ép lấy huyết nhục giống như, nàng giật mình một cái, ngươi hôm nay không cho lão tử giải thích rõ ràng, lão tử hiện tại liền đem đi hủy đi ngươi kia tiệm nát, gầm thét ở giữa, hắn trên trán đã chấp lên một cái bọc lớn, Đỗ Tam Tư, rốt cục phát hiện mình đã làm gì chuyện tốt, Đỗ Tam Tư lập đem tất cả tinh lực đều từ nữ chủ trên thân kéo đi qua, co cẳng liền chạy, ta 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 không phải cố ý, ngươi còn dám chạy. Đoạn Tam Lang tức điên, mò lên tay áo lại muốn bắt người, bộ dáng kia hung thần ác sát, Đỗ Tam Tư thói quen nghĩ đến nguyên thân trong sách kết cục, sắc mặt trắng nhợt, chân đều kém chút mềm, vô ý thức liền hướng về phía nữ chủ chạy tới, bất kể nói thế nào, một cái văn bên trong nhân vật chính mãi mãi cũng là tốt nhất ôm đùi vàng ta thật không phải cố ý. Đỗ Tam Tư thanh âm đều rung, Lạc Thanh Mai vội vàng không kịp chuẩn bị, mới đứng người lên trong ngực liền gặp Đỗ Tam Tư hướng sau lưng mình vừa trốn, nàng cũng chỉ ngơ ngác một chút. Đoạn Tam Lan đã thần sắc vặn vẹo cũng xông lại, Lạc Thanh Mai sợ hắn va chạm đến mình, cánh tay thuận thế nâng lên, lấy lại bình tĩnh, ngươi làm gì? Trước mặt mọi người khi dễ nữ nhân, ta khi dễ nàng. hắn âm trầm chỉ mình đầu ngón tay tức giận tới mức run rẩy ngươi xem thật kỹ một chút đây là ta đang khi dễ nàng sao ngươi có phải hay không mắc mù tránh ra cho ta lạc thanh mai xấu hổ kia tiếng xanh bao lớn bị kia trời chiều ánh chiều tà vừa chiếu quả thực để người nghĩ co nhẹ cũng không được vậy vậy người ta cũng không phải cố ý ngươi sao có thể đánh người đâu lạc thanh mai kiếp trước nuôi một thế ương ngạnh phách lối đời này cũng không có khả năng lập tức từ bỏ cái này tật xấu như cũ thua người không thua trận một bộ hồng y liền cùng dương cánh phượng hoàng đồng dạng nghiêm phòng tử thủ đỗ tam tư chợt cảm thấy có bảo hộ liền tại nữ chủ sau lưng nhỏ giọng lầm bầm chính là chính là ta lại không phải cố ý ta giải thích với ngươi là được nha đoạn tam lan ký cười trốn ở người khác đằng sau xin lỗi có gì tài ba ngươi có bản lĩnh đứng ra nói lời này ta không có bản lĩnh hừ đỗ tam tư lẽ thẳng khí hùng đoạn tam lan hắn lại không biết nên trở về thứ gì. Ta nói ngươi người này, mọi người đều nói muốn xin lỗi ngươi, ngươi thế này nói kia có không bản lãnh, chẳng lẽ còn muốn cùng nàng đánh một trận sao? Lạc Thanh Mai đã sớm nghe nói cái này đoạn nha nội khi nam phách nữ, hoàng khố không chịu nổi, bây giờ xem xét, quả là thế, may mắn mình cơ linh, cái này cứ nhất định phải lui, ta đánh thì đã có sao? Đoạn Tam Lan ghét nhất bị người khiêu khích, thấy đổ tam tư tránh ôn thần đồng dạng tránh mình, Càng là tức giận lên não, Đỗ Tam Tư dọa đến hút ngụm khí lạnh, kinh hoảng nói, "Đừng a, à. tất cả mọi người là người trưởng thành, muốn lấy lý phục người." Lạc Thanh Mai cũng đem Đỗ Tam Tư về sau chặn lại, như cái nữ chiến sĩ đồng dạng nhìn hắn chầm chầm cười lạnh, trước mắt bao người cũng dám đánh người, hôm nay bản cô nương liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đánh một cái thử xem, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đánh nữ nhân. Đoạn Tam Lang nắm đấm vang lên kèn kẹt, mắt thấy liền phải động thủ đoạn cửu gọi lớn người đi lên ngăn đón, đều còn đứng ngay đó làm gì. Còn chưa đi, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe bên cạnh Đổng Thanh hạ lệnh, còn không đi đem người tách ra, hai người nói chuyện một trước một sau, gần như không khe hở, thế là ngay sau đó là một đống lớn người hầu liền xông lên, có trong kinh Vũ Lâm vệ, cũng có đoạn gia gia phó, Vũ Lâm vệ nhân cao mã đại khí lực đủ, làm sao đối diện lại là mấy nữ tử, đành phải đến bắt đoạn Tam Lan đoạn gia gia phó tự nhiên che chở chủ tử nhà mình, đem Lạc Thanh Mai cùng đổ tam tư cho bao vây. Lạc Thanh Mai giận dữ, quát to một tiếng, tốt các ngươi, dám lấy nhiều khi ít. Các cô nương Rút ra cây trâm cho ta đâm, Lạc gia hầu gái quát to một tiếng phải, sau đó cũng chen vào vòng chiến. Đoạn tam lang không biết bị ai dẫm đặt chân, tức giận đến cắn răng, đều cho lão tử tránh ra. T, ai dẫm ta, bên kia đổ tam tư cũng kinh hô một tiếng, a nha, chớ đẩy a, à, Vũ Lâm vệ giọng nói như chuông đồng, mà phần sau đường chết yểu, ba ngày ban mặt, tươi sáng càng khôn. Các ngươi, ôi ta đi. Ai bắt lão tử đùi, lạc thanh mai đục nước béo cò, hai mắt không khéo, bất chấp tất cả, hướng đối diện một đạp, không khéo chính đạp trúng đoạn phó, không nghĩ đoạn phó hạ bàn bất ổn, bắt lấy vũ lâm vệ quần áo, vũ lâm vệ về sau khẽ đảo, đâm vào lạc gia nữ làm trên thân, Nữ làm lại đụng đổ đưa về đến hôn lễ, đổ tam tư lão đảo tránh né ở giữa, liền gặp nhanh nhẹn dũng mảnh nữ chủ mang theo nhào tới trước một cái, nàng vô ý thức nắm chặt cánh tay, thế là nữ chủ bay lên thân thể dừng lại, bịch một tiếng ngã vào trong đám người, đổ tam tư, tình hình kia, liền cùng vũng nước đục hạ sủi cảo, còn mang theo khàn cả giọng nhạc đệm, mặt của ta. Dựa vào, đây là ai giày hướng ta, ngao, người một nhà, bình tĩnh một chút ôi ta đi ai mẹ nó dắt ta tóc phi lễ a à, ai dám phi lễ đỗ tam tư đại gia ai dám đưa tay bản thiếu gia chặt hắn người vây xem càng ngày càng nhiều trận mắt hốc mồm đám người gần như đi không được đường thanh thiên bạch nhật tại tri phủ trước cửa kéo bè kéo lũ đánh nhau đổng thanh ánh mắt trong đám người kia vung lên tay áo trổ hết tài năng độc chiếm vị trí đầu nữ lang áo đỏ trên thân lướt qua khóe miệng kéo nhẹ viện cánh cửa cố gắng duy trì hết lần này tới lần khác phong độ, khóe mắt lại tràn đầy trêu tức, quét về phía một bên sắc mặt tái xanh đoạn cửu, thú vị, lâm an quả thực quá thú vị, sau kia huynh để bất hòa hoàng cung, thú vị nhiều lắm, đều cho lão tử dừng tay, trong chốc lát, long trời lỡ đất, thế giới thanh tĩnh, đoạn tam lan bị kéo tới vạt áo mở rộng, tóc tai bù xù, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, quả thực không nghĩ nói tiếp, tỉnh táo lại đã vứt bỏ liệu đúng lúc này, một con run rẩy móng vuốt nhỏ từ đám người dưới đáy vương ra, nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, mau dậy đi, trên tay ngươi còn có tổn thương đâu. Đoạn tam lan nhìn sang, chỉ thấy đổ tam tư kia nho nhỏ thân thể bị tầm hai ba người cho ngăn chặn, liền rò rỉ ra một tấm co rúng lại khuôn mặt nhỏ, mắt long long nhìn chính mình, mà mình con kia thụ thương tay, chẳng biết lúc nào, lại bị nàng ôm vào trong ngực. Nàng đầu của mình dư ngược lại bị lạc thanh mai cánh tay cho ngăn chặn, hắc hắc, nhỏ hèn nhát hướng nhỏ nhân vật phản diện lấy lòng nhỏ nhân vật phản diện chán nản ngươi còn cười đều là ngươi gây ra hắn một cái xoay người đứng lên không chút nào thương tiếp giật ra lạc thanh mai đá văn vũ lâm vệ sau đó mặt đen lên ôm lấy đổ tam tư hai nách đem người đẩy ra ngoài tức giận đem người hướng trong phủ mang lạc thanh mai vốn định nổi giận tới nhưng thấy đoạn tam lang đem đổ tam tư mang đi bỗng nhiên phiền muộn cực hôm nay vốn là đến từ hôn kết quả không hiểu thấu xảy ra lớn như vậy cái xấu hiện tại đầu óc vẫn là choáng nàng thở dài đang nghĩ chào hỏi người về nhà hôm nào lại đến thời điểm đổng thanh đi đến trước mặt nàng đưa ra một phương khăn trắng vị này nương tử cần phải đi vào thay quần áo lạc thanh mai ngẩng đầu nhíu mày mắt phượng ngã ngớn hơi đánh giá nhớ kỹ hắn cũng là từ đoạn phủ bên trong đi ra vốn muốn từ chối nhưng xem xét mình cái này đầy người bừa bộn khóe miệng giật một cái ba đem khăn lấy đi mà lại, vừa vặn có thể đem đính hôn lễ trả lại, tạ vị này tướng công, lạc thanh mai quay đầu nghe răng, mắt cá chân có chút xoay đến, chúng ta cũng đi vào, cơ hội tốt như vậy, hôm nay chính là chết ở chỗ này, nàng nhất định phải đem cưới lui, chương 13, lệnh lan dường như có khác duyên phận, đoạn đại nhân, tiểu nữ ý đồ đến chắc hẳn đoạn đại nhân đã lòng dạ biết rõ, một màn này vẫn là đi vào, hôm nay thanh mai tự mình đến đây, thứ nhất là vì biểu đạt thành ý, mà đến chính là lui cái này sinh nhật gián. Sinh nhật gián, chính là cổ nhân thời gian nghỉ kết hôn thời điếm thiếp canh. Đỗ Tam Tư còn là lần đầu tiên trông thấy thứ này, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, đổi thiếp canh loại sự tình này không phải bà mối chính là trưởng bối trong nhà đến làm, mình tự thân tới cửa. Nói rõ nữ chủ là thật cường hãng A, không nói đến lạc gia có nguyện ý hay không lui cửa hôn sự này, đơn thuần cái này trực tiếp nhất lên danh mục quà tặng tới cũng đủ để cho người ta gọi là một câu xưa nay chưa từng có, khó trách nguyên tắc nam chủ đối nữ chủ cảm thấy hiếu kỳ, cùng kinh diễm, đổ tam tư khống chế không nổi ánh mắt của mình, ánh mắt lặng lẽ nhi từ trong tay tiểu bạch cẩu hướng phía trước dời, chậm rãi rơi vào phải phía trên trên thân nam nhân, đó chính là đông cung thái tử tư mã thanh, cũng chính là nguyên tắc nam chủ. Trong sách đối với hắn miêu tả là khí độ ổn trọng, ôn nhu quân tử, quý khí trời sinh cùng đoạn tam lang cái này xúc động dễ dẫn thiếu niên lang so ra cho người ta mười phần cảm giác an toàn chẳng qua nói thực ra đỗ tam tư cho tới bây giờ đều không tưởng tượng nổi cái gì gọi là quý khí nhưng bây giờ định ra tâm xem xét tư mã thanh trên thân quả nhiên có loại để người tự lấy làm xấu hổ khí thế lại ôn nhuận hoàng mỹ cũng làm cho không người nào có thể coi nhẹ đại khái đây chính là cái gọi là quý khí đi đỗ tam tư thầm nghĩ sau đó lại chú ý tới ánh mắt của hắn quả nhiên nhiều hứng thú dừng ở nữ chủ trên thân, lập tức kích động, dựa 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 vào nàng lại may mắn chứng kiến nam nữ chủ mới gặp, nói không chừng còn có thế lập tức ôm lấy hai đầu đùi vàng, vậy sau này cuộc sống của nàng cũng không cần sầu. Đỗ Tam Tư nhìn chầm chầm tư mã thanh ánh mắt càng phát nóng rực, không có chút nào phát hiện ngồi tại bên cạnh mình giảo hoạt mỹ thiếu niên chính lạnh lùng nhìn mình chầm chầm, thấy Đỗ Tam Tư nhìn xem động Thanh ánh mắt sáng rực, Ánh mắt gần như có thể được xưng là lửa nóng. Đoạn Tam Lan âm thầm trắng răng. Thiếu niên Lan rất bất mãn, đem chén trà trong tay trùng điệp vừa để xuống. Bởi vì lạc Thanh Mai mà Lâm vào yên lặng không khí nháy mắt có chấn động. Đám người còn đạo Đoạn Tam Lan là bởi vì bị ở trước mặt từ hôn mà thẹn quá hóa giận, bầu không khí một cái chớp mắt Dương Cung Bạc kiếm lên. Đỗ Tam Tư cũng rất khẩn trương. Nữ chủ thế nhưng là có quan Hoàng, nhỏ nhân vật phản diện nhưng tuyệt đối không được tự tìm đường chết a. À. Mặc dù biết con trai mình thanh danh không tốt có khả năng sẽ ảnh hưởng nhân duyên, thật là làm một ngày này đến thời điểm, hắn lại nhịn không được vì con của mình đau lòng, con của hắn, từ nhỏ nuôi lớn ngoan ngoãn thịt, người bên ngoài không biết, hắn lại là lòng biết rõ, Tam Lan là cái hảo hài tử, có thể, ánh mắt lướt qua một bên xem trò vui đổng thanh, đoạn cửu trong lòng phát khổ, đành phải sụ mặt đặt chén trà xuống, thanh mai, cái này hôn nhân đại sự còn phải xem phụ mẫu chi mệnh môi trước lời nói ngươi như thế xúc động, không sợ tương lai hối hận không? Nữ chủ hữu dũng hữu mưu, đương nhiên sẽ không kiên trì tại đoạn phủ cùng tri phủ đại nhân ở trước mặt đổi, nàng chỉ là cười cười, nói, đoạn đại nhân nói không sai, nhưng mà tiểu nữ sinh mẫu qua đời, gia phụ đi ra ngoài bên ngoài, mẹ cả bị bệnh liệt giường, thực sự không tiện xê dịch, mà bà mối chỉ có kéo thuyền làm mai, chưa từng gặp hắn đoạn người khác nhân duyên. Cho nên tiểu nữ đành phải tự thân tới cửa, hoàn trả thiếp này, lạc thanh mai không kiêu ngạo không tự ti nói huống hồ cái này đoạn thời gian tiểu nữ rộng có nghe thấy lệnh lan dường như có khác duyên phận tiểu nữ lại há tốt làm kia vô tình đại bỗng hủy người uyên ương nói xong lạc thanh mai ý tứ sâu xa nhìn về phía đỗ tam tư đỗ tam tư mộng lạc thanh mai cuối cùng thế mà còn là dùng mình vì lấy cớ lui cưới có thể nhưng cái này nguyên nhân cũng quá mẹ nó hoang đường đi nhưng phàm là cái có đầu óc đều có thể nhìn ra mình mới đối nhỏ nhân vật phản diện có bao nhiêu tránh chi chỉ sợ không kịp đổ tam tư trên mặt âm tình bất định lại không dám phát tác cuối cùng đành phải ủy ủy khuất khuất hét to tiểu bạch cẩu đối nữ chủ nháy mắt ta nhỏ yếu như vậy vô tội lại bất lực ngươi cũng không cảm thấy ngại lợi dụng ta cũng may lạc thanh mai coi như có lương tâm ánh mắt tung bay chậm rãi lại nói huống hồ mẹ đẻ chết bệnh thời điểm từng nói cho thanh mai nữ tử cả đời đa hệ tại một người vẫn là muốn định vị lương nhân mới có thể không phụ đoạn cửu sắt mặt triệt để đen cái gì gọi là định vị lương nhân đây không phải ngay trước hắn người phụ thân này mặc nói đoạn tam lang không xứng là lương phố sao đây là tại đánh hắn mặt đoạn cửu râu ri thổi thanh âm cũng nháy mắt trở nên băng lãnh trầm thấp lạc đại cô nương con ta có phải là lương nhân không có người so ta người cha này rõ ràng hơn lạc cô nương nay cùng con ta còn là lần đầu tiên gặp mặt có thế đối với con của ta hiểu rõ mấy phần còn mời nói cẩn thận hắn mắt sáng như đuốc cực kỳ phẫn nộ đoạn tam lang lại xùy cười một tiếng chẳng phải một tấm sinh nhật dáng sao cha đồ chơi kia đặt vào đều đặt ra cho ta còn thiếu vật kia lạc thanh mai nhướng mày nhưng ngay lúc đó liền có thể công thành cũng không nói thêm cái gì chỉ là lạnh lùng liếc xéo mắt đoạn tam lang cà lơ phất phơ bất học vô thuật tiếp canh loại vật này kỳ thật nói cầm liền có thể lấy ra bằng thanh danh của hắn cùng làm việc, sợ là Lâm An trong thành căn bản cũng không có người nguyện ý đem mình nữ nhi gả cho hắn. Đỗ Tam Tư không có bỏ qua cái nhìn này, trong lòng hậm hực, Lạc Thanh Mai mới còn lấy chính mình làm bia đỡ đạn, nói cái gì không thể gậy đánh viên ương, mặc dù cũng không phải thật viên ương đi, nhưng đảo mắt liền lại lộ ra dạng này một bức thái độ kinh bỉ tới, nói như thế nào đây, chỉ là có chút để người không thoải mái, đoạn Tam Lan lại lơ đỉnh dạng này xem thường hắn căn bản không để trong lòng, ngược lại còn khuyên đoạn cửu, cha, đừng lo lắng, lấy ra đi, đoạn cửu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn chầm chầm, ngươi. Ngươi câm miệng cho lão tử, bị con gái người ta nhấc lên danh một quà tặng trực tiếp nháo đến cổng, sau này còn có cái nào bà mối dám tới cửa. Không có đầu óc, đoạn tam lang biểu môi, đang muốn nói cái gì, cánh tay lại bị đổ tam tư lôi kéo một chút, gặp nàng nháy mắt có chút nóng nảy, ngươi đừng nói, nói thêm gì đi nữa nữ chủ sợ là muốn cảm thấy đoạn tam lang bất kính trưởng bối, ở thời điểm này, bất hiếu nhưng cũng là một cọc tội lỗi lớn, chịu lấy tận thoá mà. Mà theo nó biết, trong sách nhỏ nhân vật phản diện đối đoạn cửu nhưng thật ra là rất quan tâm, tại tư mã thanh nổi giận để đoạn cửu quân pháp bất vị thân thời điểm, đoạn cửu chính mình cũng hận không thể tại chỗ tạo phản, vẫn là đoạn tam lang kéo hắn lại, hắn duy nhất nói đúng lắm, phụ thân, nhi nhận tội một câu nhận tội, bảo trụ đoạn cửu, mang theo lâm an thành tất cả mọi người xem thường cùng bêu danh, tại nam chủ cùng nữ chủ hờ hững phía dưới, đầu thân tách rời. Kết quả này trước kia đổ tam tư có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại. Nàng không nghĩ dạng này, đoạn tam lan giữa lông mày vặn một cái, đổ tam tư khẩn trương một chút, nàng phát hiện ánh mắt của những người khác đều nhìn về chính mình, thế là cứng họng cười ngượng ngùng giải thích, bởi vì. Bởi vì thành thân không chỉ có là chuyện hai người, cũng là hai cái gia tộc sự tình nha, rõ ràng có thể hòa bình chia tay, không cần huyên náo hai nhà người khó coi, ta nhìn đoạn đại nhân giống như có lo nghĩ của mình. Cái kia, làm gì nóng lòng nhất thời đâu, thật dài tâm đi hài tử, ngươi kém chút liền chết, phiền phức, hắn nói phiền phức, lại chỉ là không kiên nhẫn rút tay ra, hẹp dài con mắt tính trẻ con trường nàng một chút, đoạn cửu. Đoạn cửu nâng đỡ tầm của mình, Đổng thanh nhìn ra, cái này đoạn cửu là nghĩ giữ gìn nhi tử mặt mũi, nhưng đoạn tam lan giống như cũng không đem mình mặt mũi coi ra gì, chẳng qua hắn tại lâm an chắc hẳn cũng không có cái gì mặt mũi. Đỗ tiểu nương tử nói đến có lý, Đổng thanh hí nhìn đủ rồi, cũng rốt cục lên tiếng, tiểu chất coi là hôn nhân đại sự thành tại trưởng bối, cũng làm đoạn tại trưởng bối, như thế, lạc gia nương tử sau khi trở về cũng không đến nỗi bị làm khó dễ, mọi người cũng thể diện, lạc thanh mai trầm ngâm một chút. Nếu là trước đó không có tại cửa ra vào đại náo một trận, mình lúc này thế này là ngôn từ ngoan lệ không nể mặt mũi cũng không sao, dù sao đó cũng là gia môn bên trong sự tình, sau khi trở về cũng có thể có cái thuyết pháp ứng đối kia độc phụ, nhưng hôm nay sự tình đã làm lớn chuyện, một nhà nhất tộc bên trong giảng cứu hưng suy một thể, nếu là không cách nào thiện, ngược lại làm cho mình sau này đường không dễ đi. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, Lạc Thanh Mai thở sâu, vị này tướng công nói đến có lý chuyến này vẫn là tiểu nữ lỗ mãn chút, mong rằng đoạn đại nhân không nên trách tội, về phần hôn sự này, tiểu nữ tại lạc phủ xin đợi đoạn đại nhân tin tức, đoạn cửu không nhẹ không nặng nhìn chầm chầm nàng một chút, lạc cô nương có thể nghĩ rõ ràng, tự nhiên không thể tốt hơn, trong nhà còn có tục vật, liền không chậm trễ cô nương, đoạn phó, đưa đưa lạc gia đại cô nương, lạc thanh mai lơ đỉnh cười dưới, chuyển miệng lưu tinh, đối cho ra nấc thang đổ tam tư, đổng thanh gật gật đầu về phần đoạn Tam Lang, nàng chỉ ném cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt đi qua, ngay sau đó người liền rời đi đoạn phủ, nhà chính bên trong, đoàn gia phụ tử cùng Đổng Thanh đều thở phào, Đỗ Tam Tư cũng không tốt chờ lâu, đứng dậy đang muốn cáo từ, đổ cô nương mới bên ngoài nhưng có thụ thương. Đoạn Cửu cười tủm tỉm, không lý do rủ xuống tuân, Đỗ Tam Tư kém cho mình một chút sạch ở, lời đến khóe miệng nghi ngờ biến đổi, đa tại đoạn đại nhân quan tâm, tiểu nữ không ngại, ta sắc trời đã tối, sắc trời đã tối, không bằng ngay tại trong phủ chấp nhận một đêm như thế nào. Đoạn cửu ôn hòa đánh gãy nàng, không thấy chút nào mới cùng Lạc Thanh Mai nói chuyện thời điểm lãnh túc, ngược lại có chút ân cần, gọi đổ tam tư trong lòng sợ hãi, cái này. Có ý tứ gì? Hắn chẳng lẽ đem nữ chủ coi là thật đi, tê, thật muốn dạng này, đây chẳng phải là ngày mai phố lớn nhỏ nhỏ liền phải lại vén một đợt lời đồn, không được không được. Đỗ Tam Tư liên tục khoát tay, động tác có chút thất lễ, nhưng mọi người ở đây lại không người chỉ ra, ta ngày mai quán rượu liền phải khai trương, trong nhà còn có thịt rượu ngày mai vội muốn đứng lên thu xếp, đại nhân hảo ý tiểu nữ tâm lĩnh. Lại nói đại nhân trong nhà giống như có khách quý, nữ chủ cầm nàng làm bia đỡ đạn, khi nàng đương nhiên có thể cầm nam chủ làm bia đỡ đạn, đoạn cửu sững sờ, nóng bỏng cảm xúc lập tức nhạt xuống dưới, hắn đổ kém chút quên, Hôm nay vốn nên cho nào đó tôn đại Phật bày tiệc mời khách, cũng được, hắn nhìn chầm chầm đổ tam tư, nàng này tuy là thương nữ, tính cách gặp một lần chính là nhát gan, nhưng thật là cái hảo hài tử, lúc trước như vậy hỗn loạn, còn biết dụng tâm che chở nhà mình tam lan, lần trước cũng là nàng cứu tam lan tính mạng, lần này. Càng là đánh bậy đánh bạ giải lớn vây, như thế xem ra, ngược lại là một cái phúc tinh A, à. lại nhà hắn tam lan tuy nói có cái khi nam phách nữ thanh danh nhưng đối mặt lạc thanh mai mỹ nhân như vậy đều có thể nói bỏ liền bỏ bình thường càng gần như được xưng tụng là giữ mình trong sạch nếu không phải đối với cái này nữ có hảo cảm làm gì đem người kéo vào được hữu chiêu nghĩ tới đây đoạn cửu tâm tình cũng khá hơn một chút một bên cầm chân chi lăng đoạn tam lang không nghe thấy người ta muốn đi rồi còn không đi ra đưa tiễn bên ngoài đều nhanh trời tối ngươi còn để người ta một cái tiểu nương tử một mình đi đường ban đêm thứ không có tiền đồ đứa nhỏ này cũng không nhìn một chút lâm an còn có ai để ý nàng thật vất vả xuất hiện một cái lúc này tiếc còn không mau đem cái này ngốc bắt lấy còn chờ tiếp theo con thỏ đụng vào cửa hay sao đoạn cửu lấy ánh mắt uy hiếp đoạn tam lang cực kỳ im lặng hắn cũng không nói không đi đưa a à. vẽ vời thêm chuyện đoạn tam lang lườm hắn một cái đem trên mặt đất tiểu bạch cẩu ôm đối đổ tam tư nhíu mày đi thôi đổ tam tư còn tưởng rằng cái này vẽ vời thêm chuyện nói đúng nàng đâu sắc mặt xấu hổ, vậy, cũng không cần, để ngươi đi thì đi. Lề mề cái gì, đổ tam tư. Anh, thật hung, đoạn cửu, Đổng thanh lại bỗng dưng bật cười. Thiếu niên lan luôn luôn miệng không đúng lòng, cũng là thú vị, hắn nhiều hứng thú nhìn xem hai người kia đi xa bóng lưng, khóe miệng khẽ nhất, nhưng không biết kia đổ cô nương quán rượu ở nơi nào, chương 14, ngươi đến cùng muốn làm gì, sắc trời đã tối, hàng nguyệt lộ không khói liễu nhỏ nhỏ truyền ra phấn hồng cười khẽ, song phấn hương khí hướng phía dưới đầu gió tới, xa xa có thể thấy được theo áo mang gấm đoàn công tử lão gia chính đi đến đi. Bọn hắn mặc chính là gia cầu, lúc này mặc dù mới 90 nguyệt, nhưng cái này có hay không hơi nước ô nhiễm thời tiết vốn là tương đối lạnh, lúc này ban đêm xuyên phù hợp, đây là phú hào đám quan chức dùng để ganh đua so sánh vật đâu, phần lớn tuyển dụng động vật gia, làm được phong nhã đại khí hoặc tinh xảo mỹ quan, đều có thể cao nhân một bậc mà phổ thông bách tính thì hơn phân nửa mặt chính là chữ vỏ cây nấu chín rèn luyện khâu ra tới giấy cầu đây cũng là tống lúc tạo giấy thuật hưng khởi một loại chứng kiến loại này giấy cầu tiện nghi dùng bền tính chất trắng chắc mặc thêm mấy bộ quần áo đốt thêm mấy khối thang cũng liền có thế sống qua mùa đông Khi bông vải như loại hình chỉ có người trong hoàng thất hoặc là cực người có tiền mới phòng bông loại vật này càng là cực kỳ hiếm thấy theo lịch sử ghi chép chỉ có minh triều trước sau mới phổ cập tây tấn phỏng tống chính là vậy liền thực sự hiếm thấy, đổ tam tư thầm thang, nàng nếu là xuyên tại nông thôn chưa chừng còn có thể lấy ra, hết lần này tới lần khác nguyên thân gia bên trong chỉ có một cái quán rượu, thổ địa phòng cũ đều mua sạch sẽ, mà lại vì cho nguyên chủ mẫu thân rơi tán nhập liễm, nàng nguyên hương kém chút liền giấy cầu cũng mua không nổi, may mắn bây giờ trong tay còn lại năm mười lượng bạc 800 văn đồng tiền, phía sau mua gia vị cùng nhu yếu phẩm tính ở bên trong. Mua bộ quần áo mùa đông cùng giấy cầu ngược lại là dư xài dù sao để chính nàng may may vá vá may sim y, nàng là không có cái năng lực kia, nàng xoa xoa đôi bàn tay, đem hâm mộ thu hồi ánh mắt lại, nghĩ đến trong nhà rượu, lại an tâm, có rượu bàn thân, đông lạnh bất tử nàng, ta đến. Nửa khắc đồng hồ về sau, Đỗ Tam Tư mang theo Tiểu Bạch trở lại trong tiệm, trời đã tối, từng nhà đều đốt lên đèn sáng, đoạn Tam Lan cũng không có ý định đi vào, chỉ nhắc tới tỉnh nói, ngày mai như thường lệ gầy dựng, giữa trưa ta liền dẫn người tới nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi đỗ tam tư do dự một chút vẫn là mở miệng nhắc nhở vậy ngươi một đường cẩn thận a à, còn cần ngươi nhắc nhở đoạn tam lan lũng lấy tay áo cũng không quay đầu lại đỗ tam tư nhún nhún vai nàng cũng là một mảnh hảo tâm nhỏ nhân vật phản diện không lĩnh tình thì thôi dù sao lại không có lo liệu chuyện xấu đỗ tam tư vào phòng trở tay đóng cửa lại sau đó liền chui tiếng phòng bếp nàng thật đói. Đoạn tam lang tại đầu phố nhìn xem quán rượu đèn đuốc sáng lên, không bao lâu liền gặp ống khói bốc khói, cười khẽ âm thanh, quay người đi vòng tiếng hẻm khói hoa tử bên trong. Hẻm khói hoa tử bên trong có không chỉ có là vũ cơ ca nữ cùng thanh lâu son phấn, còn có giáo phường ti, khúc quán, đón ngày đêm không nghỉ nghỉ tiếng khen, chiên trống kim bát, hồ cầm đánh nhịp không dứt, đoán quẻ coi bói giả đạo sĩ bên cạnh có mấy thư sinh bày quầy bán hàng bán chua văn khúc từ, tiện tay còn đặt vào điểm trà công cụ bởi vì lại gần lấy áo thành phố sắc thái lộng lẫy nữ làm phụ bột chuẩn bị vải vóc lái xe trải qua trên xe lụa phiến hương châu dẫn tới bọn hắn trong mong quan sát đem sách thánh hiền quên cái không còn một mảnh đoạn tam lang đi qua phẩm loại phong phú bên trong phường ăn đường phố trực tiếp tiến vào một nhà trương người bà bà đủ tiệm quần áo đập năm mười lượng bạc tại trên quầy nhẹ nhàng nhíu mày cho ta bao hai bộ nữ tử quần áo mùa đông thấp ta một cái một nửa lấy thêm kiện mới đến áo lông chồn muốn nhất tuyết trắng mềm mại lại lấy ba năm đối tay áo bộ đoạn tam lang nửa đường lại đi một chuyến son phấn bày cùng bên trên tửu lâu chậm trễ hơn một canh giờ cùng mấy vị hoàng khố gặp mặt ăn cơm sau đó mới hồi phủ nha đương thời đã gần đến ba canh đoạn cửu đều an trí đổng thanh nghỉ ngơi đoạn phó tập mãi thành thói quen chỉ là nhìn xem phía sau hắn bao lớn kỳ quái một chút thiếu gia đi mua đồ vật tại sao không gọi bên trên tiểu nhân tiểu nhân tốt lấy cho ngài đồ vật không phải không cần ta tự mình tới. Đoạn tam lang đẩy hắn ra tay, đoạn phó sờ đầu một cái, thiếu gia muốn mua thêm y phục. Vậy nhưng xảo, hai ngày trước lão gia còn gọi trương bà bà cho ngài đặt trước mấy bộ kiểu mới quần áo, bây giờ sợ là mới hạ châm, dự bị ngài cập quan thời điểm xuyên đâu, cập quan, nói lên cập quan, đoạn tam lang liền không nhịn được hừ lạnh. Khi Đổng Thanh chẳng qua chỉ là cái học sĩ chất tử, cha ngược lại là cái gì đều nói với hắn, liền ta khi nào cập quan đều nói cho hắn đoạn phó đối cái này sự tình biết được cũng không rõ ràng sợ là bởi vì đổng gia tướng công dù sao cũng là trong kinh người đằng sau nói không chừng liền nhận biết cái gì long câu phượng sồ cũng không nhất định lão gia đương nhiên phải thân cận thân cận hắn nhìn xem ngược lại là giống tại kiên kỵ đoạn tam lang biểu môi vừa vặn đi đến mình cửa viện đi vào liền phát hiện kia cái đình bên trong làm cái đối nguyệt ẩm rượu nam nhân bò hổ liễu rủ nguyệt gió mát thanh chiếu lưu ly vách tường, thanh bách thúy hồ, quan nhàn nhạt ảnh giao lộng lẫy nhánh, vườn là tốt vườn, thanh tịnh lịch sự tao nhã, kia trong viện vuông vức lớn cái đình là thích hợp nhất giữa hè tháng 6 bên ngoài giải nóng, như là hai tay để trần nằm tại kia soát dầu cây trổ trên sàn nhà, thích nhất không nhanh bằng, nhưng kia cái đình bây giờ bị đổng thanh chiếm, không chỉ có như thế. Trong viện tử này còn nhiều rất nhiều thị vệ tại góc tường ven đường đứng, đoạn tam lan sắc mặt không phải rất tốt, dơ cầm một mặt cao ngạo xem thường hai bên thị vệ một bên đi vào trong, đi ngang qua kia cái đình thời điểm, cố ý xông Đổng Thanh liếc mắt, hừ, bọn thị vệ, Đổng Thanh còn rất hiếm lạ, gặp hắn một cái tiểu thiếu gia lại cùng hạ nhân đồng dạng ôm lấy cái bao lớn hướng trong phòng đi, tinh xảo diễm lệ mặt tấm, bên cạnh gò má gọt lợi, khóe mắt nốt rùi son điểm phải vừa đúng, có thể suy ra tiếp qua mấy năm. Sợ không phải thiên hạ lại muốn ra một cái Mỹ Nam tử, chỉ là đoạn Tam Lan còn tuổi còn rất trẻ. Đổng Thanh trong tay sờ lấy chén rượu, ngón tay mượt mà sung mãn, khớp xương rõ ràng, đáy mắt phản chiếu lấy trong rượu diện mạo của mình, không chịu được lắc đầu bật cười. Quy, ngươi vì cái gì ở nơi này? Đoạn Tam Lang đi vào không bao lâu liền lại ra tới, một mặt khó chịu, hiển nhiên là đem Đổng Thanh xem như khách không mời mà đến. Hai bên thị vệ không biết có phải hay không đối Đổng Thanh quá yên tâm, vẫn là bị Đổng Thanh đã phân phó, lại không có đi so đo Đoạn Tam Lang vô lễ chỉ là dùng ánh mắt còn lại đi dò xét thiếu niên càng xem càng là kinh hãi đổng thanh trên thân mang theo men say đôi tròng mắt kia ngược lại là càng phát thâm tình chân thành tha thiết hắn dương lên chén rượu trong tay biểu đệ đặc biệt đặc biệt để hạ nhân chuẩn bị rượu ngon vi huynh trong nhà phép tắt rất nghiêm khó được nhất phẩm không bỏ được buông xuống đoạn tam lang nhíu mày hắn đổ quên mình để người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon vẫn là từ đổ tam tư nơi đó mới cầm về rượu đâu Đoạn Tam Lan đè lại đình bên cạnh lan can, cánh tay khẽ chống liền lật vào, ôm lấy rượu kia cái bình lung lay, tức giận đến cắn răng. Ngươi uống xong rồi, đáng ghét, hắn cũng còn không ăn đâu. Đây là rượu cây, uống chi không nhiều, còn lại liền để bá phụ thu vào. Đổng Thanh cười hít mắt đem bên cạnh một cái rộng biển lớn rượu bàn đưa tới, lại nói ngươi còn không có tập quan, liền nên thiếu uống, này một biển đầy đủ ngươi uống, ai cần ngươi lo đoạn tam lang tay mắt lanh lẹ đem kia rộng biển lớn rượu bàn cầm tới không nói hai lời liền ừng ực ừng ực cho rót vào trong bụng sau đó mít hắn một cái dựa vào lan can ngồi xuống đổng thanh nhưng cười không nói thầm nghĩ ta muốn xen vào nhưng cũng quản được uy ngươi vẫn chưa trả lời ta đoạn tam lang nhíu mày trong phủ không phải có khách phòng ngươi vì sao lại ở đây hắn rất hoài nghi cái này chỉ sợ không phải đoạn cửu chủ ý cha hắn cái gì tính tình hắn còn không hiểu rõ Buổi chiều gặp mặt hắn liền phát hiện đoạn cửu thái độ thận trọng ra vẻ đứng đắn, rõ ràng là tại Đổng thanh trước mặt diễn trò, mà lại đoạn cửu còn ám chỉ để cho mình cách xa hắn một chút, quyết định sẽ không đem người thu xếp đến bên cạnh mình nghỉ ngơi mới đúng. Quả nhiên, tại hạ hoặc sẽ tại lâm an mang lên một tháng nửa tháng, từ nên tìm cái lâm an thông mới tốt, vì huynh nghĩ lại, người này có lẽ trừ biểu đệ lại không khác cái có thế đảm đương này trách nhiệm, động thanh lý trực khí tráng nói như thế cũng tốt gọi huynh để chúng ta thân cận, thân cận, thân cận em gái ngươi, đoạn tam lan ánh mắt cảnh giác, ngươi đến Lâm An là đến du sơn ngoạn thủy, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca múa khi nào dừng. Gió mắt hung đến du khách say, thẳng đem hàng châu làm biện châu, đổng thanh cười hỏi, Lâm An phồn hoa, tô hàng nhất tuyệt, văn nhân mặt khách tranh nhau thăm chi, ta đến ngại gì, nói đến rất tốt, nhưng hắn không tin, đoạn tam lan nhắm lại mắt, đột nhiên lập tức nghĩ ra cha hắn rõ ràng tại kiên kỵ người này lại vẫn cứ muốn giả bộ thân thiện tự hồ có chút khó giải quyết dáng vẻ nên không biết cái này đổng thanh hẳn là kinh thành phái tới mật ra làm a à. lâm an là thành lớn vẫn là ngoại phóng công việc béo bở nếu là trong triều đình có người đố kỵ vạch tội cũng không tầm thường mà lại nếu quả thật muốn tìm cha hắn phiền phức cũng không cực khổ dù sao thân là lâm an tri phủ nha nội hắn vừa lúc là cái ăn chơi thiếu gia đoạn tam lang không chút biến sắc cảm thấy âm thầm gọi phiền. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng cũng có chút ít khả năng, một tháng này chẳng lẽ mình cũng phải cùng cha một làm bộ làm tịch dạng. Quán niệm nhìn hắn một cái, đoạn tam lan lật ra ngoài đình, hừ một tiếng, muốn tìm lâm an thông ngươi đi tìm người khác chính là, bản thiếu gia ngày mai có việc, tha thứ không phụng bồi, không sao, vi huynh có thể cùng ngươi. Đỗng thanh biết nghe lời phải, đoạn tam lan. Người này quả nhiên đang cố ý tiếp cận hắn, đột nhiên, Đỗ Tam Lan nhớ tới mình trải qua hai lần ám sát, trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Đỗng Thanh ánh mắt có chút hung ác nham hiểm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đỗng Thanh cười không nói, thiếu niên Lan còn tuổi còn rất trẻ, cùng trong triều đình cười ăn người thao thiết cùng bàn long chỗ ngồi hỉ nộ không lộ hoàng đế so sánh, thiếu niên Lan lại hung ác, trong mắt hắn, cùng xù lông mèo con không khác, đoạn Tam Lan hết sức không thú vị, nhưng nhớ tới ngày mai quán rượu nhỏ gây dựng sự tình đến, lại híp mắt, khoanh tay uy hiếp ngươi muốn tới thì tới, chỉ chớ có hối hận là được. Đổng Thanh mỉm cười, nào đó làm việc chưa hề sau khi suy tính hối hận hai chữ, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đoạn Tam Lan lại hừ một tiếng, quay đầu liền đi, thị vệ hàng kiếm từ ngoài đình đi đến, cái này đoạn nha nội tính tình ngược lại là so trong hoàng cung mấy vị kia còn lớn hơn. Một người khác cũng lạnh nhạt nói, hắn là địa đầu xà, tự nhiên coi là có thế ép cường long, nhưng mà rồng cùng rắn đến cùng vẫn là một trời một vực, ít ngồi đáy giếng không khác tự tìm đường chết. Đổng Thanh hơi nhíu lên lông mày, cảnh cáo, Tam Lan chẳng qua là hài tử tính tình, lại là đoạn cửu con trai độc nhất, tính cách kiêu căng chút cũng nằm trong dự liệu, các ngươi niên kỹ so hắn lớn hơn một vòng, còn cùng đứa bé so đo cái gì, công tử chính là tính tình quá tốt, hàng kiếm bất đắc dĩ, đành phải nói sang chuyện khác, kia đoàn tri phủ ngược lại là cái thanh minh công chính người, công tử quyết ý ở đây dừng lại một tháng, không phải là muốn đem đoạn đại nhân, đề bạc vào kinh thành, kinh sư hỗn loạn, đều là bởi vì thuận thiên phủ doãn cùng tư mã nhạc trung gian kiếm lời túi tiền riêng, ngồi không ăn bám, hoàn toàn chính xác nên đem thay đổi, đổng thanh liễm mắt, mang ra như ẩn như hiện mịt mờ tỉnh mịch, có điều, đổ không nhất thời vội vã, nếu là tại kéo xuống thuận thiên phủ doãn thời điểm, có thể thuận tiện hố một cái tư mã nhạc, hoặc là, đem tam lang mang về kinh sư, có thể phân hóa phụ hoàng đối tư mã nhạc thiên vị, cũng chưa biết chừng phái người trước đi thăm dò một chút kia. Tư Mã Thanh nhàn nhạt nói, Đỗ Gia tiểu nương tử, chương 15, Tam nương quán rượu, trời còn chưa sáng, Đỗ Tam Tư đã tại phòng bếp bắt đầu chưng cua đốt bụng, xét thấy mình cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp, nàng mọi cử động là làm từng bước người ta cấp năm sao đầu bếp, cũng may nàng đêm qua đã thí nghiệm qua một món ăn, thành quả mặc dù so ra kém bát trân ngọc thực để người thèm nhỏ giải muốn, giọt, nhưng lại chí ít cũng coi là say sưa ngon lành nàng vội vàng thu thập quán rượu đem bàn ghế đều đối xứng cất kỹ trước đó làm theo yêu cầu thấp bé mang tay viện ghế ngồi cùng dành thời gian đi thị trường mua được bồn hoa cũng rốt cục có đất dụng vỏ thần hy rải đầy phố dài thời điểm trong tủ kính đã bay ra thèm người mùi thơm lại đem quán rượu bên trong bề ngoài tốt nhất mấy bình rượu đặt ở trên quầy về sau đỗ tam tư liền đến cổng gọi lại người bán hàng rong hôm nay sợ là phải bận rộn một ngày nàng không thể đói bụng nhưng trong phòng bếp nồi bát bầu bồn đều bị chiếm dụng cũng không kịp làm điểm tâm cũng chỉ có thể lâm thời mua chút bột đậu đến lấp lấp ngủ tạng miếu hàng sóng phạm đại thúc tức giận đến so với nàng sớm tại hòa thượng gõ mỏ qua đường thời điểm liền đã thức dậy nhào bột mì bánh nướng lần đầu tiên thấy đỗ tam tư cũng mở cửa hơi kinh ngạc tiểu tam nhi hôm nay chuẩn bị khai trương rồi đỗ tam tư được thôi nàng đã không nghĩ nhã rảnh tiểu tam cái này tên đúng vậy a à, phạm đại thúc Đỗ Tam Tư cười cười, đi vào cầm một bình nhỏ thấp số độ màu hổ phách bạch tử ra tới, hôm qua cực khổ ngài nhắc nhở, hôm nay lại là ta khai trương, bình rượu này liền đưa ngài, Phạm Đại Thúc liên tục khước từ, cái này làm sao có ý tứ, lại nói ta cũng không có giúp đỡ cái gì, trước đó quán rượu mất trộn, hắn còn vụn trộn làm qua tiểu động tác đâu, hắn cũng không phải da mặt như vậy dày người, không nghĩ tới Đỗ Tam Tư sẽ cho mình tặng đồ, nghĩ đến ngày thường bí mật nghị luận, nhất thời có chút đỏ mặt đỗ tam tư lại không để ý người bên ngoài nghị luận cái gì nàng lòng dạ biết rõ nhưng nàng là muốn sinh hoạt tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần sau này nói không chừng có gì cần phạm đại thúc giúp đỡ địa phương nàng cũng không thể cùng hàng xóm trở mặt không có chuyện gì phạm đại thúc chút thời gian trước vẫn là ngài giúp ta dời mạch gạo ta còn không có cảm tạ ngài đâu hôm nay coi như mở cửa đại các đồ cái tặng thưởng ngài cầm đi đỗ tam tư rất bận rộn không có rảnh cùng hắn lãng phí thời gian đem rượu bình buông xuống muốn đi phạm đại thúc giật mình bận bịu bao cái bánh thịt gọi lại nàng ngươi đứa nhỏ này cái này tặng thưởng nào có mình đưa ra ngoài không may ngươi còn không có ăn cơm đi tới 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 cái này bánh thịt xem như đại thúc cho bạc ngươi cũng cầm ai kia tam tư liền không khách khí tạ ơn phạm đại thúc đỗ tam tư cười đùa đi vào phạm đại thúc tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát cầm lấy bình rượu kia nhìn một chút lại nghĩ tới Đỗ Tam Tư bây giờ mới 15 tuổi, đã phụ mẫu đều mất, lại muốn mình chèo chống một ngôi nhà, đối xử mọi người lại không mang thù, là cái hảo hài tử, về sau vẫn là nhiều hỗ trợ nhìn một chút đi, dù sao nhưng năm Đỗ Mẫu cũng là chiếu cố quá nhà hắn nương tử, nghĩ như vậy, Phạm Đại Thúc thuận tay khui rượu bình uống một ngụm, một cổ mát mẻ cây độc hương vị bay thẳng nhỏ, bụng, Phạm Đại Thúc giật mình khục một tiếng, nhìn chầm chầm bình rượu chậm rãi hít vào một hơi, cái này chưa hề thưởng thức qua hương vị a à. phạm đại thúc cảm thấy khẽ động cũng không đoái hoài tới bánh thịt bày dị dạng nhìn hai mắt quán rượu đem rượu bình ôm vào trong ngực ai da tiểu tam nhi sợ là muốn phát tài ngay tại hắn vội vàng giấu rượu thời điểm bánh thịt trước sạp hai nam nhân nhấc lên một khối cuốn lên hồng kỳ cục đi tới cầm đầu không phải người khác thật sự là đoạn phó đoạn phó cười hì hì hướng quán rượu bên trong nhìn xem quán rượu này bày biện mặc dù một mạc nhưng lại thắng ở sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hai bên treo tử kỳ lật vải, chính diện trong đại đường trên quầy bày biện bình rượu sổ sách, còn có một chồng da dày giấy, chính là không nhìn thấy đổ tam tư, đổ cô nương. Đoạn phó nhấc lên hồng kỳ cột đi vào, đổ cô nương có đó không, hắn mới hô xong, liền gặp kia phía bên phải màn rèm dưới đáy chạy đến một con tiểu bạch cẩu, sau đó rèm mới bị người xốc lên, đổ tam tư cột trói cánh tay cùng tạp về, nghiêng đầu nhìn xem đoạn phó, giật mình đoạn phó đoạn phó mừng rỡ không nghĩ tới đỗ tam tư thế mà nhớ kỹ hắn nhớ tới trước khi ra cửa thiếu gia căng dặn đoạn phó lập tức ân cần mà tiến lên nương tử mạnh khỏe bột thay thiếu gia mang đồ tới còn mời nương tử nhìn nhau cái này muốn treo ở nơi nào rất nhiều đoạn tam lan đưa tới đồ vật đỗ tam tư giật mình tay tại tạp về bên trên co quắp xoa xoa tặng cái gì khi nhỏ nhân vật phản diện tối hôm qua còn cùng với nàng tan rã trong không vui sáng sớm thế mà phái người tặng đồ cho nàng, cái này không hãy cùng gầy dựng bị người tặng hoa dựng lễ giống nhau sao? Đỗ Tam Tư cảm thấy hứng thú, là tử kỳ tinh tên. Đoạn phó để hạ nhân mở ra, trong đêm đuổi ra ngoài, đều là kim hoa tú nương tuyên tử khí đám mây vận mệnh tốt, thiếu gia nói nương tử quán rượu thiếu cái tên tiệm, không đủ thể diện, đặc biệt gọi ta đưa tới, đương nhiên nguyên thoại khả năng không dễ nghe như vậy. Đỗ Tam Tư ngẩn người, đột nhiên a à một tiếng, sắc mặt xấu hổ, khó trách ta cảm thấy lại một chút cái gì, hóa ra là cái này, tên tiệm loại này thứ căn bản đều quên, cái này cùng cuộc thi quên học hào khác nhau ở chỗ nào, đỗ tam tư hậm hực, đoạn phó phì cười, hỏi nàng, vậy xin hỏi nương tử, cái này tử kỳ treo ở nơi nào tốt, đỗ tam tư tập trung nhìn vào, kia vải đỏ tử kỳ trên dưới bốn cái tròn lụa vải trắng khâu tại dài mảnh hồng trướng bên trong. Mỗi cái tròn khối bên trong đều rồng bay phượng múa dùng thô hào bút lông viết một cái chữ lớn tinh kỳ bốn phía đều có tử vân tô lại một bên, nhìn phá lệ quý khí, nàng mặc dù chưa từng có luyện qua cái gì thư pháp, lại cũng nhìn ra khoảng này chữ khí thế phá lệ khác biệt, nếu là đi trên đường, cho dù không tiến quán rượu này, cũng sẽ một chút liền bị kia mây bay rồng lượng, nhang gân liễu xương cấp trấn trụ, tam nương quán rượu, đổ tam tư đọc một lần, đột nhiên vui như điên, cái này, chữ này thật tốt, không nghĩ tới tam lang thế mà còn có dạng này một bút chữ tốt đoạn phó thổi phù một tiếng cười, nương tử cái này nhưng đoán sai, điểm ấy tử tuy là thiếu gia nghĩ, nhưng chữ này, lại là lão gia sáng sớm lên tự mình đề, cái gì? Tri phủ đại nhân cho nàng đề chữ, đoạn tam lan. Đoạn tam lan vậy mà đối nàng để ý như vậy sao, nàng không chịu được có chút khủng hoảng, cái kia bất thường mỹ mạo thiếu niên tổng lấy ác tướng gặp người, vì sao đối nàng tốt như vậy, cái này cùng trong tiểu thuyết cái kia hoành hành bá đạo thiếu gia so sánh nhân thiết đều băng đến nhà bà ngoại đỗ tam tư kinh sợ ngơ ngác nói đoạn đại nhân vất vả kia vậy liền treo ở lầu hai dưới mái hiên đi vị trí gần cửa sổ đã dễ thu dọn thanh tẩy cũng có thể để người nhìn thấy còn không cản đường đoạn phó nhưng cười không nói được sủng ái mà lo sợ hắn lý giải đỗ tam tư cảm xúc nhưng hắn lại là không có chút nào ngoài ý muốn đỗ tam tư sợ là còn không biết bây giờ bên ngoài lại có một cái truyền ngôn lạc nữ từ hôn tam lan có tin mừng hôm qua đoạn phủ trước cửa sự tình cũng sớm đã truyền ra dân chúng nghe nhầm đồn bậy chờ đoạn gia hạ nhân sáng sớm cửa sau thu món ăn thời điểm chỉ nghe thấy có người đang nghị luận việc này bọn hắn nói lạc thanh mai liệt nữ từ hôn nói đoạn tam lan không xứng là lương phối nhưng cũng có nói đoạn tam lan lòng có sở thuộc không muốn thành thân một đoạn tam giác luyến như vậy sinh ra đoạn phó vội vội vàng vàng đem việc này nói cho đoạn cửu đoạn cửu cũng không có theo dự liệu phẫn nộ, hắn đã sớm tính đến chuyện này, chỉ nói tin đồn không đáng giá nhắc tới, ngược lại liền hỏi đổ tam tư. Đoạn phó lúc này mới đem cái này tử kỳ sự tình nói cho đoạn cửu, đoạn cửu nghe thôi, hừ lạnh một tiếng, kia khốn nạn tiểu tử chữ có thế gặp người, thật gọi hắn rơi bút, tam nương tử mất mặt việc nhỏ, sau này ai còn sẽ đi quán rượu kia. Cho ta đến, đoạn phó từ nhỏ cơ linh, như thế nào nhìn không ra đoạn cửu ý tứ so với đoạn tam lan bởi vì phẩm hạnh vụng về bị người từ hôn, vẫn là đoạn tam lang lòng có sở thuộc chủ động từ hôn đến hay lắm nghe. Đoạn phó liền chủ động lĩnh cái này đưa tử kỳ việc cần làm, thu xếp lấy gọi người tìm địa phương phủ lên, luôn luôn nơi này quá nhỏ, tên tiệm dù sao cũng nên treo ở bên ngoài, rất nhanh liền hấp dẫn người qua đường chủ ý, khi tiểu nhân lúc này đi, hôm nay nương tử mở cửa, bộc liền chúc nương tử sinh ý thịnh vượng, sau này nếu là gặp phiền phức, một mực hướng đoạn phủ tìm tiểu nhân, tiểu nhân có thể giúp nhất định hết sức, bán cái tốt sau đoạn phó liền rời đi quán rượu, đỗ tam tư còn có chút vẻ mặt hốt hoảng, tiếng phòng bếp mắt nhìn lồng hấp bên trong đồ vật, ngược lại có tâm ngứa khó nhịn chạy đến nhìn về phía kia đón gió phấp với cờ xí, tam nương quán rượu, rượu của nàng nhà, nhà của nàng, từ nay về sau, nàng liền tự mình trên đỉnh đầu lập hộ, có sự nghiệp của mình, cũng sẽ không bởi vì cho người ta làm công cắt xén tiền lương khi dễ tiểu bạch cẩu từ bên trong chạy đến, cũng ngồi xổm ở bên người nàng, đổ tam tư miệng bên trong cắn bánh thịt, ngây ngốc cười hai tiếng, ôm lấy tiểu bạch vào phòng, từ nay về sau, nàng chính là lão giúp nương, phạm đại thúc giấu kỹ tử kỳ ra tới, đã nhìn thấy người qua đường ngẩng đầu đi lên nhìn, nhìn chăm chú nhìn lên, liền trông thấy khí thế kia rộng rãi tam nương quán trụ, miễn cười, về sau không thể để cho nàng tiểu tam nhi, phải đổi gọi nàng tam nương tử, gần giữa trưa, ống khói bên trong rượu cô phiêu hương, ướp kho thành đống, dê xào kỹ đậu phộng cùng hương xào dê đinh cũng thả mười mấy bàn, còn lại lạc tử kê đinh, tôm bụng thịt bò đồn một nồi, chỉ chờ đoạn tam lan tới cửa, mà tại đoạn tam lan trước khi đến, đỗ tam tư mừng rỡ trước chờ đến hai cái qua đường khách nhân, lão bản, có ăn sao, đỗ tam tư lúc đó ngay tại treo đùa tiểu bạch, thình lình thấy hai cái đeo lấy bao phục áo xám nam nhân tiến đến còn kinh ngạc một chút. Một giây sau mới phản ứng được, vội vàng đứng lên dơ lên chuyên nghiệp phục vụ viên miễn cười, tiến lên cho bọn hắn rót hai chén cúc trà nhài. Có, khách quan trước hết mời ngồi, đây là menu, đổ tam tư từ trên quầy lấy ra một tờ mỏng tấm ván gỗ đặt ở trước mặt hai người, con mắt trừng phải trong suốt, quyển vở nhỏ sinh ý, khách quan không chê, có thể nếm thử bổn điếm một ít muối sinh cùng thịt muối, trâu những cua cùng lạc tử kê đinh, cơm cũng có, còn có mới ra hổ phách bạch tửu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là rượu, hắn nơi này là quán rượu không phải tiệm cơm. Những cơm kia đồ ăn cũng chẳng qua là đồ nhắm, cho nên chuẩn bị phải cũng không phải là rất nhiều. Quan trọng hơn chính là, quán rượu này không có giúp đỡ, chỉ có một mình nàng, một khách nhân nhìn xem cút, trà nhài ngẩn người, cái này trong nước ra sao hư. Ngược lại là rất rất nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này tiệm cơm khách điếm, tiểu nhị đi lên đón khách bình thường liền tặng là bạch thủy, hoặc là tốt một chút chính là loại kia hoa tiêu quế sừng chạy đến trà đối lặng lội đường xa người mà nói kỳ thật có chút dầu mỡ đỗ tam tư liền cười chỉ là ngâm thu cúc đi vào thanh tâm bảo đảm phổi còn đề thần tỉnh não đâu cánh hoa cũng là hương liệu một loại hoa quả khô đi bên trong có bán nhưng dùng để pha trà nhiều thiếu lúc này trà còn thêm muối tiêu lá quế đâu đỗ tam tư cảm thấy cái kia có chút lãng phí vật liệu dứt khoát trực tiếp ngâm thu cúc tới chủ yếu cũng tiết kiệm tiền dùng ít sức dù sao điểm trà cũng cần công phu cùng lịch duyệt người kia nhìn xem đỗ tam tư tuổi nhỏ ngược lại là có mấy phần xảo nghĩ nghĩ tới đây hắn lại nhìn xem cái này mới là menu suy nghĩ một chút nói đến hai lượng thịt bò cùng một bàn đậu phộng còn có ngươi kia hổ phách bạch tửu dù chưa từng nghe qua cũng tới hai chén đi đỗ tam tư luôn miệng nói tốt rất nhanh liền chuẩn bị ra tới đồ vật mới phóng tới trên mặt bàn không đợi hai người dùng cơm đâu kia nho nhỏ cổng lại đột nhiên đi tới mấy cá nhân cao mã đại nam nhân ngay sau đó là mấy người mặc kim sợi áo phú quý bào đồ hộp công tử ưu nhã đi vào đỗ tam tư sững sờ còn không có kịp phản ứng những người này liền mới lại nhìn một chút nàng trong mắt nghiền ngẫm tam nương tử đỗ tam tư cùng khách nhân kia đồng dạng sững sờ vô ý thức gật đầu ta là mấy người lẫn nhau nhìn xem nín cười tản ra lập tức đỗ tam tư đã nhìn thấy tư mã thanh tam nương tử gầy dựng đại hỷ không ngại tại hạ tới đây ngồi một chút đi cái gì gọi là quý khách cửa doanh đây mới là quý khách doanh môn nhưng là nhưng là nam chủ đại đại cũng chạy đến ta nơi này rồi cái này đùi vàng rất thô nhưng nàng ôm không nổi a à. chờ chút sẽ không liền nữ chủ cũng tới đi đỗ tam tư cảm nhận được đến từ kịch bản ung tùng ác ý nàng còn không có kịp phản ứng nhỏ nhân vật phản diện lại liền phong cách ra trận hắn mặc một thân đỏ thẩm bộ đồ mới đem hắn tấm kia môi hồng răng trắng xinh đẹp mặt tôm lên càng phát ra kinh diễm, hắn nhất định phải gạt ra Đổng Thanh đi vào quán rượu, miễn cưỡng sốc lên tầm mắt, đều thất thần làm gì. Còn không tiến vào hỗ trợ, vừa dứt lời, hai cái 11-12 tuổi tiểu hài liền theo thứ tự tiến đến, đối đổ tam tư đột nhiên đến cái phong kiến ý vị nồng hậu dày đặc quỳ lạy đại lễ, tiểu nhân cho lão bản nương thỉnh an, đổ tam tư, khách nhân đôi đũa trong tay lạch cạch một tiếng rơi, bọn hắn đến cùng đi vào địa phương nào, chương 16, yên hà hỏa thiêu, đổ tam nương tâm tình rất phức tạp, lúng cuống tay chân đem mấy cái học sinh tiểu học đỡ lên, nàng rõ ràng cảm giác được mình co quắp có chút không coi là gì, mà người xung quanh đều như thế thể diện phú quý, nàng sắc mặt đỏ lên, đã cảm thấy có chút mất mặt, nàng chính là cái phổ thông người làm công, còn rất sợ. Đối mặt những cái kia thể diện kẻ có tiền và đẹp để soái ca thời điểm luôn luôn nhịn không được có chút chột dạ. Đến, tới thì tới đi, mấy người này là a à không đúng cái kia các ngươi trước hết mời ngồi ta cho các ngươi châm trà đỗ tam tư xấu hổ cực nàng thật không nghĩ tới nhỏ nhân vật phản diện sẽ đem nhân vật nam chính đều lắc lư tới những cái này phú gia công tử kỳ thật còn tại hắn trong dự liệu nhưng nam chủ là đông cung thái tử a đỗ tam nương hai chân run lên không lý do có chút quán nhỏ nhân vật phản diện đem chiến trận làm cho quá lớn cái này vi phạm nàng phổ thông nguyên tắc nhưng nàng lại minh bạch, nhỏ nhân vật phản diện là có ý tốt, chính nàng không dám cự tuyệt hảo ý của người khác, kia thì không thể trách người khác giống trống khu chiên. Thế nhưng là, thế nhưng là, tốt a, à, nàng chính là sợ, đối mặt chuyện xấu sợ, đối mặt đại hảo sự cũng sợ, cũng may ba tiểu tử cơ linh, tự giác cầm qua trong tay nàng ấm trà, chén trà bên cạnh cho đám người thêm trà. Lão bản nương giao cho tiểu nhân chính là, điểm ấy sống tiểu nhân tại địa phương khác làm qua. Đúng vậy a à, lão bản nương ngài có việc chỉ cần phân phó, chúng tiểu nhân nhất định hết sức, mà những cái này công tử ca cũng rất tự giác, nam chủ cười lắc đầu, cũng không có chú ý đổ tam tư, chỉ là bất đắc dĩ mà liếc nhìn nhỏ nhân vật phản diện, phối hợp chọn sạch sẽ địa phương ngồi xuống, nói khẽ, tam nương tử không cần thẩn trương, ta chờ chỉ là tùy tâm mà tới, nhỏ nhân vật phản diện gặp nàng vành mắt ửng đỏ, mắt mắt môi, cũng không cần quá mức cảm động. Đỗ Tam Tư ngón tay vặn vẹo tại một khối, thở sâu, mặc kệ, dù sao người đều đến, liền không thể để bọn hắn đến không. Nàng trông thấy bên ngoài người qua đường đã kích động hướng bên trong nhìn, canh cổng ngày đầu tiên liền quý khách doanh môn, còn có tri phủ đại nhân đề tự gây dựng, càng có nha nội mang theo thái tử cùng thể diện công tử tiến đến, chí ít danh tiếng của nàng đều đem ra ngoài, coi như thịt rượu không hợp khẩu vị, làm gì bọn hắn cũng sẽ không không cho tri phủ mặt mũi. Đỗ Tam Tư chậm rãi đánh thẳng lưng, sông nhỏ nhân vật phản diện cười cười, kia. Chính ngươi trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Nàng cười đến hàm súc, phối hợp kia ửng đỏ vành mắt, nhìn xem tựa như xấu hổ mang e sợ, gọi người giật mình. Nhỏ nhân vật phản diện sờ mũi một cái, lúc đầu muốn nói mình đi hỗ trợ, nhưng lại ngừng miệng. Hắn phải ở bên ngoài ổn định bọn này ngoa nhân hoàng khố, còn có. Nếu như gầy dựng ngày đầu tiên đổ tam tư cũng không thể giữ vững tinh thần đến ứng phó, triệu nhưỡng phải cho dù tốt cũng vô dụng, nàng có thể càng dũng cảm. được. đoạn tam nghĩ chọn cái địa phương ngồi xuống, bên cạnh hai cái cái bàn đều ngồi một kiểu ăn chơi thiếu gia, nhìn xem ánh mắt của hắn mang nhiều trêu tức. đối diện áo lam công tử cười cười, trong tay cầm cây quạt giò xét hai mắt quán rượu, không tính phú quý, lại làm cho người hai mắt tỏa sáng, nhất là cái này chỗ ngồi, thế mà còn có tay vịn cùng đệm, ngược lại là so kia đại tử quán bàn gỗ phương băng ghế thoải mái nhiều. trước đó vài ngày chúng ta còn đánh cược ngươi sẽ coi trọng người nào kết quả. Chật chật, ngoài dự liệu A, à, cái rắm ngoài dự liệu, đoạn tam nghĩ kinh bỉ nhìn người kia, người này tên là Chu Quyền, là hắn bạn xấu một trong, giao tình xem như tốt, nhưng không đến thổ lộ tâm tình phân thượng, một năm trước ngươi còn nói lão tử đời này đều muốn cô độc đâu, nghĩ nghĩ, hắn lại cảm thấy không đúng, ai nói ta nhìn trúng nàng rồi. Ta chính là gặp nàng đáng thương, tiện tay giúp một tay thôi. Chu Quyền cùng người bên ngoài ăn một chút cười, Thật muốn chỉ là cảm thương người ta, buổi tối hôm qua còn nửa đêm đến gõ ta chờ cửa. Bình thường chúng ta muốn hẹn ngươi sùng xã kỹ uống rượu, ngươi là 10 ngày nửa tháng mới ra ngoài một lần, hôm qua sợ là lần đầu dạy ngươi đến cầu chúng ta a. À. Đừng nói, hắn tối hôm qua kia vừa gõ cửa, cũng làm cho bọn hắn lau mắt mà nhìn. Nguyên lai tưởng rằng đây là cái hoàng khố bên trong thanh lưu, không nghĩ tới cái này thanh lưu thế mà cũng cấu kết bên trên màu hồng phấn, đối bọn hắn ăn nói khép nét một ngày. Đoạn Tam lan trừng mắt, ai cầu các ngươi rồi? Ai? Ta kia là mời, mời hiểu không? Phốt. Nói một đằng làm một nẻo, Đổng Thanh thanh tịnh, không cùng những người khác ngồi một bàn, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn mấy lần rượu kia tủ, hàng kiếm cục âm thanh, công tử nếu là muốn uống rượu, chúng ta có thể trực tiếp đi lấy. Đổng Thanh bất đắc dĩ liếc hắn một cái, gấp cái gì, không thấy được Tam nương tử còn tại chuẩn bị. Bọn hắn đám người này đột nhiên tới cửa, tam nương tử không có phòng bị, lúc này bận không qua nổi, chính cùng ba cái được mời tới hỗ trợ tiểu tử nói chuyện, sợ là muốn chờ một lát mới có thể đến hắn nơi này tới, kỳ thật trà này cũng không tệ, Đổng Thanh nghĩ, không giống ngày thường uống trà như vậy nồng đậm trăm vị, chỉ có một cổ mùi thơm ngát, đề thần tỉnh não, những người khác cũng là như thế nghĩ, Đỗ Tam Nương lúc này rốt cục làm rõ ràng, kia ba tiểu tử đều có danh tự, kỳ quan, vương câu, chu đáng đáng, vậy mà không phải nhỏ nhân vật phản diện ven đường bên trên tùy tiện mua được mà là mấy cái kia hoàng khố từ nhà mình sản nghiệp bên trong góp ba cái trợ thủ tới hỗ trợ bọn hắn đây là ngầm đâm đâm thông qua mình bán cho đoạn tam lang một bộ mặt cho hắn nhân tình đỗ tam tư đột nhiên liền có loại cảm giác kỳ quái mấy cái này cái gọi là hoàng khố cũng không phải là nàng trong tưởng tượng loại kia bất học vô thuật công tử ca ngược lại rất hiểu nhân tình thế sự tục ngữ nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã kia không có khả năng nhỏ nhân vật phản diện bản nhân liền cái gì không hiểu, nhưng hắn vì sao lại tiếng xấu ép Lâm An, kỳ quái, nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cũng không có trực tiếp đâm thủng chuyện này, đem menu cùng ấm trà phân cho ba tiểu tử, liền làm theo lời ta bảo, vất vả các ngươi, làm được không rất quan trọng, ngươi ta đều là lần đầu tiên, hết sức là được. Chờ chút nếu là đói, có thể tới phòng bếp cầm ăn, ngoan, đi thôi, sai sử lao động trẻ em đỗ tam tư còn có chút chột dạ đâu biết lão bản nương ba đứa hài tử đại khái là lần đầu gặp phải tốt như vậy nói chuyện lão bản nương cảm thấy buông lỏng menu bên trên tám chín cái đồ ăn tuy nói không nhiều nhưng danh tự chí ít trả lại được mặt bàn hơn nữa còn có quán rượu này chủ yếu bán rượu bọn hắn cũng không cần như lúc trước đông gia bên trong như thế cần đem menu đều học thuộc cổng không xuống đến còn phải đánh bàn tay phạt tiền mấy người nhìn nhau một cái ngay sau đó liền xuống đi khách quan đây là bản điếm menu thịt rượu miễn cưỡng cửa vào lại là lão bản nương tự mình làm giá tiền cũng phải chăng đây cái này hổ phách bạch tửu khách quan nhưng nhất định phải thử xem lão bản nương nói cái này tuy chỉ là một loại rượu lại cùng nơi khác khác biệt có sáu cái khẩu vị đâu lão bản nương còn nói hôm nay ai nếu là có thể đem cuối cùng ba cái yên hà hỏa thiêu uống sáu chén hôm nay tiền thưởng liền miễn còn đưa ngài một tháng hội viên Hôm nay thế nhưng là chỉ có tam ca danh ngạch cung ứng đâu. Sáu loại rượu, phân biệt dựa theo từ thấp đến cao số độ chỗ đập, danh tự còn thật có ý tứ. Bạch tuyết, trời hạn gặp mưa, dương xuân, sở hà, hồng liên, hỏa thiêu. Sau ba loại đều là rượu cây, gọi chung yên hà hỏa thiêu là đổ tam nương nghỉ nửa đêm mới nghĩ ra được danh tự, cũng là mánh lới. Đổng thanh nhíu mày, đại khái có thế đoán được trong đó chân ý, chỉ hỏi như thế nào hội viên kỳ quan cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn nhớ kỹ đổ tam tư, chính là sau này khách quan nếu là lại đến trong tiệm, chỉ cần là hội viên liền có thể đánh chiết khấu 70%, còn có điểm tích lũy, một lượng bạc một điểm, kiếm đủ 100 điểm, lão bản nương miễn phí đưa tặng một bình tinh nhưỡng thịt kho tàu, đổng thanh miễn cười, tiểu cô nương còn thật thông minh, biết dùng nhân chi lòng tham đến lưu khách, tam nương tử đã sách lời này, ta chờ đương nhiên phải thử xem, hắn cười cười. Đối bên cạnh nói, hàng kiếm, ngươi cũng tới, mà đổi thành một bên, đoạn tam lan càng là vung tay lên, rượu nhưỡng cua, thịt bò, tôm thịt phan hâm mộ. Liền cái này ba cái, lại đem sáu loại rượu đều mang lên đến, hắn quét mắt mấy cái hoàng khố, đắc chí vừa lòng, không nói những cái khác, các ngươi chỉ cần đem cuối cùng một loại rượu uống xong chén thứ hai, ta liền phục ngươi, chu quyền lơ đỉnh, ngươi đối nàng ôm lấy như thế lớn chờ mong, liền không sợ cuối cùng xuống đài không được, hắn thấy, cái này quán rượu nhỏ có thế có cái gì tốt rượu. Trong thành tam thu các thế nhưng là lại kinh sư đưa tới bách hoa tử, cực kỳ khó được gặp một lần, hương thuần túy liệt có thể xưng nhất tuyệt, đoạn tam lang cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ dạy vương câu chấp nhận dẫn tới chính là, chu đáng đáng tại cửa phòng bếp vụn trộm nhìn, quay đầu liền đem phản ứng của mọi người báo cho đỗ tam tư, đỗ tam tư cũng không nóng nảy, chỉ làm cho hắn đem kỳ quan, vương câu báo tên món ăn đối đầu, bưng thức ăn ra ngoài là được liền nhỏ nhân vật phản diện đều kém chút cho mê đi rượu, nàng vậy mới không tin trấn không được bọn hắn, coi như khẩu vị khó chịu, nhưng kia cây độc thấu xương cũng coi là suy nghĩ khác người đi. Mà giờ này khắc này, ban đầu đi vào quán rượu bên trong hai vị khách nhân liếc nhau, cầm lấy kia hổ phách bạch tử hỏi đường qua vương câu, tiểu nhị, cái này là rượu gì? Vương câu hít hà, mới hắn đã đưa quá mấy loại rượu, còn nhớ rõ hương khí, nghĩ nghĩ, hẳn là ba loại đầu một loại, giống như là trời hạn gặp mưa, khách quan cảm thấy thế nào? Vương Câu rất hiếu kỳ, dù sao vừa rồi mở ra bình rượu thời điểm, hắn đều kinh ngạc một chút, ba loại đầu còn tốt, cùng cái khác quán rượu khác biệt không lớn, chỉ là mùi rượu nồng đậm, mang theo từng sợi mùi thuốc, nhưng sau ba loại rượu đồng dạng so đồng dạng thanh liệt hiếm thấy, sau cùng hỏa thiêu chỉ nghe một chút, tựa như mù tạc gây mũi, mà lại hắn đột nhiên phát hiện, cái này sáu loại rượu hương khí giống như so hắn trước kia ngửi qua rượu càng hương một điểm mà lại là loại kia thuần túy hương, không mang vẫn đục nhũng chán dính khí tức, hắn rất hiếu kỳ, ai nghĩ khách nhân vẫn chưa trả lời, một bàn khác tử bên trên chu quyền lại đột nhiên kinh hô một tiếng, thật mạnh rượu. Quả thật như lửa tại đốt, không chỉ có liệt, còn rất mùi thơm ngát. Một người khác hiển nhiên là cái phẩm tử người trong nghề, không có chút nào rơi xuống chán dính chắc chắc cảm giác, không thể nào, cái này thế mà mới là sở hà. Không phải hỏa thiêu, một bên khác, hàng kiếm trực tiếp cầm lấy hỏa thiêu hướng trong mồm rót, vào cổ họng một sát vẫn không cảm giác được cái gì, hai giây về sau, tấm kia trầm lãnh mặt thế mà đột nhiên đỏ, trực tiếp nắm lên bên cạnh trà hoa cúc hướng trong mồm đổ, kém chút đem vương câu trong tay con cừu nhỏ sắp xếp đụng bay, cái này, cái này rượu. Hàng kiếm kinh ngạc nhìn về phía Đổng thanh, Đổng thanh giống như cười mà không phải cười, khẽ gật đầu, hỏa thiêu chi tên, danh xứng với thực, tiếng kinh hô liên tiếp, đoạn tam lan cười ha ha, ta liền nói các ngươi uống không được hỏa thiêu, hừ, bây giờ thế nhưng là tin rồi, trong phòng bếp, chu đáng đáng cùng đổ tam tư tại màn sau hưng phấn không thôi, xong rồi. Xong rồi, đoạn tam lan như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phòng bếp, nhíu mày, đổ tam nương chính trong sự hưng phấn, cố sự thần kém nâng lên tay, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, làm được tốt. Đoạn tam lan khẽ giật mình, lông tai nóng, thu tầm mắt lại, tiếp tục buộc bọn họ thử rượu. Đổng Thanh liền tại bên cạnh cười nhìn, nhắc tới cũng kỳ, mặc dù cái này rượu một mực sau một mực bị bỏng cây độc, nhưng dừng lại về sau, lại có một cổ về cam tại lưỡi, tâm bắn ra, đồng thời cái này mùi thơm ngát dứt khoát không dinh dính, để uống quen rượu ngọt bọn hắn đều yêu thích không nở rời tay, cây như vậy, có chút dọa người nha, nhưng là... Ngô, thử một lần cũng không sao chứ, vậy liền. Thử xem, sau đó, càng thử, càng không dừng được, dần dần, Quán rượu càng ngày càng náo nhiệt, ngoài cửa khách nhân rốt cục thử đi đến, ngồi tại quán rượu một góc, lại vang lên mới kinh hô. Đỗ Tam Tư che miệng lại cười trộm, tiện tay nhét mấy khối thịt bò cho ba đứa hài tử, "Hôm nay lão bản nương cao hứng, các ngươi cũng cùng một chỗ ăn, chu đáng đáng hù đến." "Cái này, không sao." Đỗ Tam Tư chớp mắt, trên lò còn có bánh cao lương phối đậu đỏ móng heo, ta xem bọn hắn cũng không ăn, chúng ta ăn là được. "Ba người kinh, nơi này đãi ngộ tốt như vậy." Đỗ Tam Tư gặm bánh cao lương, vừa muốn đi ra chào hỏi khách khứa, nàng mở nghiệp, cũng nên nói mấy câu mới tốt. Ngay tại vén rèm thời điểm, Đỗ Tam Tư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, khi nhỏ nhân vật phản diện còn có thương tích trong người. Nàng im lặng, mở ra lồng hấp, đem bên trong một món ăn bưng ra, đi ra phòng bếp, đi hướng đoạn Tam Lan. Chương 17, Người bởi vì nam nhân khác trống ta, tiểu điếm sơ khai, nhận được các vị quý nhân cổ động, Tam Nương lần nữa cảm ơn qua hôm nay đã các vị để mắt, tam nương quá chuẩn bị dương xuân bạch tuyết vài bình, tặng cho chư vị. Tiểu nhị, tới, gây dựng cùng ngày, không chỉ có mời ăn rượu, còn đưa rượu, kia thu hồi lại mấy đồng tiền chỉ sợ đều không đủ a. À. tam nương tự khách khí, tốt như vậy rượu, 10 năm khó gặp, chẳng qua lão giúp nương nếu là đưa tiễn, khục, ta có thể hay không hai bình đều đổi thành dương xuân. Sợ hàng, ta không muốn dương xuân bạch tuyết, còn thêm 10 lượng bạc. Lão bản nương, đem kia hỏa thiêu cho ta một bình, quay đầu đi rót lão tử ta. Ha ha ha, người này rõ ràng đã uống say, đám người nghe thôi không chịu được cười vang, đoạn tam lan nghiêng đầu tưởng tượng, tán thưởng mà liếc nhìn đổ tam tư, tiểu nha đầu, còn thật thông minh, tại quán rượu bên trong uống rượu người thưởng thức quá mùi rượu, nhưng nói ra người khác chưa hẳn chịu tin, đổ tam tư hào phóng đem dương xuân bạch tuyết hai loại rượu đưa ra, không chỉ được đám người hảo cảm, hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn mang về cho thân bằng hảo hữu nhấm nháp, cái này gọi kiếm khách, mà lại, hôm nay còn sinh ra ba vị hội viên may mắn, Đổng Thanh cùng đoạn Tam Lan không tính ở bên trong, phân biệt lại có chu quyền, hàng kiếm cùng coi là qua đường nhàn hán, không nói khác, mấy vị này lại đều là khách hàng lớn, chu quyền là con em thế gia, hàng kiếm xuất thân không rõ, nhưng muốn đứng dậy phần tất nhiên sẽ không đơn giản, còn có tên kia nhàn hán, nhàn hán. Mộng lương ghi chép quyển 16 phân trà khách sạn, bên trong có ghi chép, càng có bách tính nhập tử quán, thấy con em nhà giàu bọn người uống rượu, phụ cận tuân lệnh, cẩn thận cung cấp quá, khiến người mua vật mệnh di, gọi là nhàn hán. Đừng nhìn cái này người chỉ là cái dân chúng tầm thường, nhưng hắn du tẩu cùng con em nhà giàu thậm chí các nhà tử lâu, thân phận hèn mọn lại kiến thức rộng rãi, hắn đã ghi nhớ tam nương quán rượu, từ nay về sau càng là đổ tam nương sống chiêu bài. Nếu nói đổ tam tư đối hôm nay gây dựng trừ động Thanh cùng đoạn tam lang bên ngoài lớn nhất kinh hỷ là ai, đó chính là hắn không thể nghi ngờ. Đám người mừng rỡ tiếp nhận Dương Xuân Bạch Tuyết, bởi vì lần thứ nhất nếm hổ phách bạch tửu, chẳng qua ăn ngày xưa năm thành không đến, hai bình nhỏ lượng lại bù đắp được nhà khác tứ đại cái bình phần, cũng không chướng bụng chống đỡ, dĩ nhiên đã là men say cấp trên. Đoạn Tam Lan đã sớm chuẩn bị, bởi vậy còn đạo thông dong, gần chạng vạn tối thời điểm liền thái độ đại biến đem người từng cái hống ra ngoài, chu quyền bọn người dán lỗ tai của hắn nói vài câu lời vô vị chẳng lẽ muốn cùng nương tử lấy lòng đoạn tam lang mắng một câu lại có ngươi sự tình ngươi làm đây là náo động phòng sao mau mau cút lão tử muốn qua sông đoạn cầu chu quyền cười ha ha trong lúc vô hình quan hệ của hai người dường như như vậy kéo gần thêm không ít đoạn tam lang vểnh lên khóe miệng không biết có phải hay không hôm nay từng uống rượu nguyên nhân hắn lại cũng không phiền chán loại này cùng người dính nhau uống rượu cảm giác lấy hạ nhân đem người từng cái đưa trở về mình lại lưu tại trong tiệm người dần dần tán, đỗ tam nương cũng mệt mỏi phải có chút thở hổn hển, chỉ sợ là chịu không đến chợ đêm, nàng cất rượu trong máng chuẩn bị ra tới mới những rượu còn đợi kết thúc công việc, thả ra rượu đều là có định số, mà trừ đoạn tam lan, còn có đổng thanh bọn người lưu lại, đổng thanh phi thường khắc chế, chẳng qua là sắc mặt đỏ lên. Hàng kiếm ỉ vào mình thân thể cường tráng uống nhiều hai bình, bây giờ hiệu quả đã ra tới, cần phải dựa vào người khác nâng khả năng miễn cưỡng ứng phó, thế là không ngạc nhiên chút nào nên đón đoạn tam lan chế dẻo, uống không được cũng đừng uống, không phải mạo xưng là trang hảo hán, hừ. Đoạn tam lan nhìn có chút hả hê nhìn xem đứng không vững hàng kiếm, chỉ tiếc Đổng thanh thế mà còn đứng phải thẳng tắp Đổng thanh miễn cười, hắn đã phát hiện, cái này đoạn tam lan chẳng qua chỉ là tính tình trẻ con, hỉ nộ hiện ra sắc, cũng không khó hiểu, kinh sư có rượu. Nhưng hàng kiếm nhưng lại chưa bao giờ thưởng thức qua loại tư vị này, uống nhiều cũng tình có thể duyên, ngược lại để hai vị chê cười, Đổng Thanh nho nhã lễ độ, ẩn đỏ trên mặt lộ ra ý cười, lại đột nhiên đối đổ Tam Nương nói, chỉ là Tam Nương tự cái này rượu định giá thật là có chút thấp, hôm nay còn có thể, sau này nếu không biết vật hiếm thì đắt, dù có thế nhật tiếng bạc triệu, nhưng như cũ có chút đáng tiếc, hắn không nói ra chính là, tuy là rượu ngon, nếu là định giá thấp, cứ thế mãi, người bên ngoài cũng sẽ cảm thấy lơ đỉnh. Dù sao tại người bình thường ý nghĩ bên trong, rượu ngon thì cần phải có tốt giá, như không có tốt giá, có thể nào xem như rượu ngon. Đỗ Tam Tư biết đạo lý này, nhưng nàng tính cách nhát gan, cũng không có một bước lên mây ý nghĩ, coi như tăng giá, cũng không định thêm quá nhiều. Đối nàng dạng này bé gái mồ côi đến nói, nhiều tiền chưa chắc là phúc, chỉ cần có thể nuôi sống chính mình. Ách, còn có thế nuôi sống ba cái tiểu nhị cùng nộp thuế mua vật liệu liền tốt, khi hỏa thiêu đều đã định đến mươi lượng một bình, hôm nay liền bán ra ngoài 6 bình, 60 lượng, trực tiếp liền thu hồi nàng tiền vốn. Chẳng qua nàng cũng không chuẩn bị đem việc này nói cho nam chủ, nàng cũng không muốn cùng nam chủ có cái gì liên lụy, dù sao tại nguyên tắc giới thiệu vắng tắt bên trong, nam chủ giống như có một người điên đối đầu, phàm là đối nam chủ tốt hay là nam chủ thưởng thức, kia tên điên đều sẽ liều lĩnh đi phá hủy, là lấy đổ tam tư mặt không đổi sắc, ung dung cười nói, động công tử nói đến rất là, chỉ là tiểu điếm vừa gầy dựng, cần phải trước cố định lưu lượng khách mới tốt lưu lượng khách đổng thanh thưởng thức cái từ này nhẹ nhàng cười một tiếng ngược lại là ứng tình hợp với tình hình cái này khách nhân như nước chảy tới tới đi đi chẳng phải chính là lưu lượng sao đoạn tam La nhìn xem hai người nói chuyện không hiểu liền rất khó chịu nói chuyện cứ nói nhìn đối phương cười đến nở hoa là chuyện gì xảy ra uy đoạn tam lang đuổi người trời đều nhanh đen lão cha chờ ngươi trở về ăn cơm đâu ngươi còn không đi. Đỗ Tam Tư nụ cười cứng đờ, kém chút mồ hôi lạnh đều đi ra. Nhỏ nhân vật phản diện ngươi tỉnh, nhìn xem trước mặt ngươi cái này, đây là thái tử A. Cái mạng nhỏ ngươi lại không muốn sao, nàng cuốn quyết hòa giải, nếu lại nhỏ nhân vật phản diện tay cười ngượng ngùng, đổng công tử là quý nhân, đợi lát nữa tiểu điếm liền phải quét dọn, chỉ sợ xong, đụng công tử, vẫn là nha nội nói đúng, sắc trời đã tối, công tử là nên đi về nghỉ, dù sao trời lạnh, cần phải coi chừng được phong hàn, ta không phải ý tứ này. Đoạn tam lang một mạch, ngậm miệng. Đỗ tam tư gấp, đoạn tam lang một mạch không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rống ta, ta cho ngươi nâng, trận, cho ngươi kéo lưu lượng, ăn nói khép nép nửa đêm gõ người ta đại môn ra sức tìm khách nhân, ngươi bởi vì nam nhân khác rống ta, nam nhân khác cùng đương triều thái tử động thanh khóe miệng giật một cái, hàng kiếm ở bên nghe, đột nhiên vui, ý tứ sâu xa nhìn một chút nhỏ nhân vật phản diện. Nhỏ nhân vật phản diện thế nào thấy có chút dáng vẻ ủy khuất, Đỗ Tam Tư rất ngây ngốc mà nhìn xem hắn, lại không tốt giải thích Đỗng Thanh thân phận, lại khiếp sợ với mình thế mà như vậy không chút do dự khẩu khí, nhất thời cứng họng, ta, ta không phải trống ngươi, ta chính là. Chính là đối lời của ngươi nói, thêm chút trao chuốt, đoạn Tam Lan khí cười, ai muốn ngươi trao chuốt. Lão tử chính là đang đuổi người, xong, Đỗ Tam Tư trong gió lộn xộn, cái thằng này quả thực biến đổi pháp muốn chết, đừng quay đầu tại tri phủ bên trong cùng người đánh lên đi, vậy không được, phải đem người thật tốt giáo dục một chút. Đỗ Tam Tư đang muốn nói chuyện, Đỗng Thanh trước buông tiếng thở dài, biểu đệ đừng muốn tùy hứng, hắn dở khóc dở cười nhìn xem đoạn Tam Lan, phản phất không có chút nào khúc mắt, nửa điểm đều không giống cái kia trong nguyên tắc lãnh khóc xấu bụng, tàn nhẫn vô tình đông cung thái tử, bá phụ trong nhà cũng chờ ngươi dùng cơm vi huynh có thể nào đưa ngươi một người để ở chỗ này, lại nói, đoạn tam lan rõ ràng cũng có chút uống say, đều nhanh không lựa lời nói, đổ tam tư liền giật mình, cái này thái tử. Làm sao đối nhỏ nhân vật phản diện còn rất dung túng cưng chiều dáng vẻ. Còn tự xưng là huynh, cái này. Cái này thái tử nhân thiết cũng băng rồi, đổ tam tư cứ như vậy ngây người một lúc công phu, trong tay đoạn tam lan liền bị một cổ đại lực kéo ra ngoài, tập trung nhìn vào, đúng là Đổng Thanh thuận tay đè lại đoạn Tam Lang bả vai, một bộ hai anh em tốt dáng vẻ đem người mang đi. Đỗ Tam Tư, Đỗ Tam Tư cái cầm đều nhanh rơi xuống. Kịch bản phát triển vượt qua dự kiến, tha thứ nàng có chút mờ mịt. Đoạn Tam Lang biểu lộ sợ sệt, Đại Khái cũng không có nghĩ đến Đổng Thanh lại muốn cưỡng ép đem hắn mang đi, ánh mắt lạnh lẽo. Hai con thành trảo liền hướng cánh tay của hắn chụp tới, buông tay, ta cùng ngươi rất quen, Đổng Thanh cười nhạt, cánh tay trượt đi, thuận thế bắt hắn phần tay đem người hai tay bắt chéo sau lưng, thảnh thơi trúng tuyển đồ không có một tia dừng lại, huynh trưởng như cha, đi ra ngoài bên ngoài, vì huynh đương nhiên muốn thay lệnh tôn chăm sóc biểu đệ, phương không phụ bá phụ khẩn thiết chiêu đãi chi tình, nhỏ nhân vật phản diện trên mặt đỏ ý càng nặng, lại là bị tức, cắn răng nghiến lợi bắt đầu giải giụa, ngươi, thả, tay, động thanh nhưng cười không nói, hắn là đông cung thái tử, từ nhỏ liền có cả nước tinh nhuệ nhất võ học huấn luyện viên tay nắm tay dạy bảo liền năng chinh thiện chiến thượng tướng quân đều là thủ hạ của hắn bái kiến chế phục như thế thằng nhãi con căn bản không cần tốn nhiều sức động thanh đoạn tam lang tức điên ngươi lớn gia tại cha hắn trước mặt giả bộ hào hoa phong nhã ôn hòa hiền hậu dễ thân nguyên lai dối trá như vậy bí mật vậy mà là loại này bộ dáng tức chết hắn hàng kiếm bọn người cười rạng rỡ đi ở phía sau thuộc hạ viện hắn thấp giọng nói đừng nói chúng ta công tử cùng kia đoạn nha nội nhìn lại thật giống là hai huynh đệ dù sao không phải kinh sư lại không có huyết thống hàng kiếm say khước mở miệng công tử cũng khó được như thế buông lỏng có điều hắn dừng một chút nếu là vị kia biết sợ không phải chuyện tốt công tử trước kia thích liệt mã hàng tiêu ra sao hạ tràng các ngươi còn không quên a à, liệt mã hàng tiêu chính là ngàn dặm lương câu từng là tư mã thanh thích nhất tọa kỵ lại bị vị kia giết sau làm thành viên thịt đưa đến tư mã thanh trên bàn cơm. Tư mã thanh vì thế bệnh nặng một trận, vị kia chẳng qua là dối trá rơi hai giọt nước mắt, bây giờ bên trên đối với cái này vậy mà làm như không thấy, thiên vị đến tận đây. Mấy người liếc nhau, lập tức gật đầu, yên tâm, ta chờ nhất định ý nghiêm cẩn, tuyệt sẽ không để vị kia phát hiện. Cái này nhỏ nha nội mặc dù có chút không biết trời cao đất rộng, nhưng ít ra còn rất thú vị, lại là không thể cùng kia liệt mã hàng tiêu, thành đợi làm thịt chi vật. Đỗ Tam Tư dựa vào cửa nhìn mấy người đi xa, nhất là thấy đoạn Tam Lan tại Đổng Thanh Thủ Hạ giải dụa không ra thẹn quá hóa giận nhưng lại không thể không nhận mệnh dáng vẻ, đơn giản, quả thực muốn cười ra tiếng, phải, xem ra là nàng lo lắng được nhiều dư, chớ không phải là bởi vì ta lấy ra hiệu ứng hồ điệp. Vẫn là truyền số băng nhân thiết đã khắp nơi có thể thấy được rồi. Làm sao chỗ nào chỗ nào đều cùng với nàng tưởng tượng được không giống nhau lắm, Đỗ Tam Tư suy nghĩ, chẳng qua đây có phải hay không là nói rõ, nhỏ nhân vật phản diện cũng đã vượt qua tử kiếp, không cần lại lo lắng rồi. Hắn nghĩ đến, sau lưng lại truyền đến kỳ quan thanh âm, lão bản nương, kỳ thật, kỳ thật nha nội vốn là muốn lưu lại đưa ngài một kiện đồ vật, mới ngài bận rộn, hắn liền không nói, nhưng đồ vật đã cho ngài mang lên, nói là chúc mừng ngài gây dựng chi lễ, đổ tam tư kinh ngạc, còn có. Hắn coi là mang khách nhân đến cũng đã là, kỳ quan cười thần bí, ngài nhìn liền biết nhưng là đồ tốt đâu thần bí như vậy đỗ tam tư khuôn mặt nhỏ ửng đỏ sẽ không phải là đưa tiền đến đi nàng chính là như thế tục đỗ tam tư hứng thú bừng bừng trên mặt đất đi tại hành lang bên trên đã nhìn thấy một cái trương lớn cái trương không có khóa lại nàng trực tiếp đem xốc lên nhịp tim lập tức hụt một nhịp áo lông trồn, nàng đêm qua cực kỳ hâm mộ không thôi quần áo mùa đông từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai đặc biệt vì nàng chuẩn bị qua mùa đông áo nàng chỉ là chăm chú nhìn thêm, hắn liền chú ý tới sao, đỗ tam tư cảm thấy nóng lên, nhịn không được chạy đến kia treo tinh kỳ bên cửa sổ nhìn quanh, nhưng nhỏ nhân vật phản diện cũng đã không gặp thân ảnh, có lẽ, là nàng suy nghĩ nhiều, đỗ tam tư mất máy môi, có lẽ nhỏ nhân vật phản diện tiếp cận nàng cũng không phải là có khác mục đích, đúng hay không, nàng thu hồi ánh mắt, ngay tại nàng xoay người đồng thời, từ một phương hướng nào đó, cũng truyền tới một đạo lãnh đạm giọng mỉa mai ánh mắt, chương 18, hoàng gia di máu, trở lại đoạn phủ thời điểm, bạch tử đi sau tử lực gần như có chút cấp trên, đoạn tam lan đi đường không quá ổn, lúc này đổng thanh cánh tay ngược lại thành hắn chèo chống, kia bay lên hẹp dài một đôi mắt phượng cố gắng trợn to trừng mắt đổng thanh, sắc mặt ủ dột đáng sợ, không chút nào không có phát hiện cước bộ của mình đã đi theo đổng thanh đi một hồi lâu, đổng thanh phát hiện, nhưng hắn mặt không biến sắc tim không đập mang người về viện tử, giao cho đoạn phó. Thiếu gia làm sao uống đến say như vậy, đoạn phó giật mình đỡ dậy đoạn tam lan, còn là lần đầu tiên nhìn đoạn tam lan loại này bộ dáng, mà lại không chỉ đoạn tam lan, còn có đổng thanh sau lưng mấy cái thị vệ cũng đều là như thế. Đổng thanh ôn hòa nói, biểu đệ hôm nay tâm tình tốt, có chút mê rượu. Ngươi một mực đem người mang về chiếu cố, quay đầu ta tự sẽ cùng bá phụ giải thích, đoạn phó thở vào, theo lý thuyết hắn là đoạn tam lan thiếp thân gã sai vặt. Mặc dù nói đoạn tam lan đi ra ngoài chưa từng mang theo hắn, nhưng đoạn tam lan nếu là xảy ra chuyện, đoạn cửu lại là cái thứ nhất đến tìm hắn. Hiện nay có một cái trống rỗng xuất hiện biểu ca nguyện ý phụ trách, hắn đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Đoạn phó nói cảm ơn, liền phải đem người hướng trong phòng mang, không nghĩ tới tự ở bả vai hắn người kia đột nhiên đem hắn đẩy ra, quay đầu một phát bắt được Đổng Thanh. Đổng Thanh nhíu mày, đoạn tam lan nghẹn khẩu khí, đỏ mặt hỏi, ngươi vừa rồi. Một chiêu kia, ai dạy ngươi, hắn là học qua công phu, nhưng đều là giang hồ hiệp khách nơi đó học được, chưa từng hệ thống bị nhân giáo đạo quá. Đoạn cửu rất kỳ quái, hắn mặc dù sủng hắn, cũng không ép lấy hắn nhất định phải đọc sách cuộc thi, nhưng khi đoạn tam lang nói lên muốn học võ kiểm tra võ sinh thời điểm, đoạn cửu lại từ chối thẳng thắn, còn nói cái gì bản triều trọng văn kinh võ, há có thể đi học kia mãn phu hành vi. Vì thế, đoạn tam lang còn từng thử qua dùng rời nhà trốn đi đến kháng nghị, nhưng đoạn cửu thái độ là chưa bao giờ có kiên quyết hắn không muốn gọi hắn kiểm tra võ sinh, cũng không trách hắn được không văn thần, liền hắn hiện tại học những cái này công phu, không bằng nói là đánh nhau kỹ xảo, cũng đều là bí mật học được, cũng chỉ ỷ vào quyền đầu cứng, khí lực lớn, trực giác linh mẫn cùng phản ứng nhanh, từ hiệp khách nơi đó lục lọi ra đến một bộ phổ thông quyền trưởng chi pháp, hôm nay, Đổng Thanh mặc dù chỉ là nhỏ bộc lộ tài năng, nhưng lại tin chuẩn để hắn khó mà động đậy, đoạn tam lan rất đáng xấu hổ địa tâm động, hắn đỏ mặt, cũng không biết là bởi vì men say hay là bởi vì muốn cùng chán ghét người thỉnh giáo mà xấu hổ, chính là lại bất học vô thuật thiếu niên lang quân, cũng đều từng có trận giặc này kiếm thiên nhai, một thân võ nghệ mộng tưởng. Đổng Thanh nhìn chằm chằm thiếu niên, chậm rãi cười, "Thế nào, muốn học?" Đoạn Tam Lang lập tức như bị đạp trúng cái đuôi mèo, sụ mặt, hừ lạnh quay người, chẳng qua là hỏi hỏi thôi, không muốn nói dẹp đi. Sách, tính tình làm sao như thế lớn, liền cùng hắn nuôi hàng tiêu đồng dạng, quan đánh roi vô dụng, còn phải cho đường ăn. Hắn liền đứng tại chỗ, nhìn đoạn tam lan giận đùng đùng đi, chỉ là tốc độ càng ngày càng chậm, chờ thiếu niên tức giận đến sắp mắng chửi người thời điếm, Đổng thanh mở miệng cười. Ngươi nếu là muốn học, ta thị vệ này bên trong liền có triều đình đoàn luyện sứ, cho ngươi mượn dùng dùng cũng không sao. Đổng thanh trông thấy đoạn tam lan lỗ tai giật giật, nhưng người vẫn là không có quay đầu trở về, ngược lại trầm mặt càng chạy càng xa, Đổng thanh dù bận vẫn ung dung, lại nói, ngươi cũng nhanh trưởng thành, chẳng lẽ nghĩ không làm gì cả quá này cả đời, nếu là muốn học, sáng mai liền đi phía sau thiên viện chờ, ta không nhìn, đoạn tam lan sắc mặt tái xanh, muốn quay đầu rống to ai quản ngươi có nhìn hay không, nhưng kìm nén đến hô hấp không khoái cũng không có phun ra những lời này đến, đầu căng căng một đầu đâm vào gian phòng bên trong, đem đoạn phó cũng đá ra ngoài, hắn có chút uống say, đầu óc liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, đổng thanh nhẹ nhàng một câu, lại trong đầu không ngừng có hồi âm chấn động, còn có ba tháng, không, hai tháng rưỡi, hắn liền phải tập quan, lưng tựa đại môn, đoạn tam lan nhắm mắt lại, nhớ tới đổ tam nương, nàng mới 15 tuổi, nhát gan sợ phiền phức, yếu đuối có thể lớn, nhưng chỉ một người chống lên quán rượu, nghiêm túc sinh hoạt, nàng đem mình hết thảy đều quy hoạch phải hợp lý lại bao hàm hy vọng, cùng hắn không giống, hắn không biết mình muốn làm cái gì đoạn cửu dường như cũng cũng không hy vọng hắn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, hắn hy vọng hắn liền hảo hảo đợi tại lâm an, làm một cái phú gia công tử, có chút tài sản, bình an bình thường phổ thông sống hết đời. nhưng là nhưng là đây là đoạn cửu ý nghĩ, không phải hắn ý nghĩ, mà hắn căn bản không biết mình có ý nghĩ gì, nhìn xem tiêu sái, kỳ thực thất vọng, hắn vụng trộn làm những sự tình kia, không phải là không vì thực hiện mình rộng lớn khát vọng nhưng hắn không cách nào đem công khai liền đoạn cửu đều không hy vọng hắn đem công khai người người đều nói hắn khi nam phách nữ hoàng khố không chịu nổi nhưng đoạn tam lang tự hỏi chưa từng có làm qua có lỗi với mình thật xin lỗi lâm an bách tính sự tình chỉ là bởi vì hắn làm theo ý mình thế là nghe nhầm đồn bậy mình liền có tiếng xấu hắn trước kia là không thèm để ý nhưng là hôm nay hắn để ý hôm nay đổ tam tư cho hắn bưng một bát thanh măng hầm lúc cá Ông nhuận nhẹ nhàng khoan khoái khẩu vị gây chu quyền không ngừng ao ước con thỏ nhỏ đại khái cho là mình là thật tâm đợi nàng tốt nhưng hắn tiếp cận đỗ tam tư chỉ là nghĩ điều tra đỗ tam tư là có hay không đối kia hai lên ám sát không biết chút nào muốn nhìn một chút có phải là còn sẽ có người lợi dụng đỗ tam tư ám sát chính mình hắn đang lợi dụng đỗ tam tư trong vô hình đem đỗ tam tư đặt địa phương nguy hiểm nhưng hắn tiếng xấu lại làm cho đỗ tam tư cũng thành đám người miệng bên trong trêu chọc trò đùa như vậy kiều diễm ranh mảnh, mà mới động thanh dễ như trở bàn tay chế trụ hắn, hỏi hắn chân chính muốn không làm gì cả quá cả đời sao. Để hắn cảm thấy đỏ mặt, thanh danh chi vật hắn không để trong lòng, nhưng hắn nói tốt bảo vệ tốt đổ tam tư, chí ít lại lợi dụng nàng về sau, còn có thế bảo toàn tính mạng của nàng. Có lẽ, hắn là nên ngẫm lại, mình muốn làm cái gì, chuyện thứ nhất, tìm tới người ám sát chính mình cùng nguyên nhân, thở sâu, đoạn tam lan hận hận cắn răng, không phải liền là học võ sao? Hiện tại là Đổng Thanh chủ động muốn dạy hắn, lão cha đều không tốt ngăn cản, hắn cần gì phải nhăn nhó, đưa tới cửa đoàn luyện sứ, không cần thì phí. Một bên khác, Đổng Thanh sau khi rửa mặt, tự ở trên giường, tay cầm phong thư cùng thuộc hạ nói chuyện. Hàng kiếm đã say ngã, đứng trên mặt đất chính là cúi đầu Trương Khánh, Trương Khánh sờ tóc, hơi kinh ngạc, điện hạ, thật muốn dạy cái kia đoạn nha nội học võ A. Kia, giáo đến mức nào mới tốt, có thể dạy bao nhiêu liền dạy bao nhiêu, Đổng Thanh ánh mắt bình thẳng, trên mặt khác biệt không ý cười, không tính băng lãnh, lại lộ ra mấy phần vô tình, cùng ba ngày nhà bộ dáng ngày đêm khác biệt, ngắn ngủi một tháng, ngươi còn hy vọng hắn biến thành võ lâm cao thủ sao, Trương Khánh cười ngây ngô, vậy liền dạy hắn một bộ quyền pháp cùng kiếm pháp. Điện hạ nghĩ như thế nào, Đổng Thanh nghĩ nghĩ, buông xuống phong thư, nhìn xem Trương Khánh nói, quyền pháp cùng kiếm pháp hắn có thể tự mình từ từ luyện trước dạy hắn một chút phòng thân chi chiêu trương khánh nheo mắt phòng thân đổng thanh gật đầu đem phong thư đưa ra tự mình xem đi trương khánh tiếp nhận cực nhanh quét một lần sầm mặt lại hắn một cái nha nội làm sao lại nhận người ám sát vẫn là hai lần hắn nếu chỉ là một cái nha nội tự nhiên sẽ không bị người để mắt tới đổng thanh ý vị không rõ nói nhưng hắn là đoạn cửu nhi tử đoạn cửu lại như thế nào trương khánh không hiểu chút nào đoàn tri phủ cũng không phải là ác nhân cũng chưa từng cùng người kết xuống tử thù chúng ta tới lâm an thời điểm không phải điều tra quá sao đổng thanh dơ lên mắt cười lạnh đoạn cửu thê tử năm đó ở kinh sư cũng là vạn người không được một mỹ nhân đáng tiếc khó sinh mà chết trương khánh thần sắc vi diệu tình sát không phải kia đoạn cửu cùng khác nữ tử cấu kết sau đó lại đem người vứt bỏ cho nên mới cho con trai mình đưa tới như thế to con phiền phức a." À, Đổng Thanh dường như thở dài, yếu ớt liếc hắn một cái, lấy đầu óc của ngươi, ước chừng cũng liền có thể làm cái đoàn luyện sứ. "Trương Khánh." "Điện hạ, đừng tưởng rằng ngươi nói ta tứ chi phát triển đầu não đơn giản ta nghe không hiểu, đi xuống đi." Đổng Thanh hai mắt nhắm nghiền, việc này cô tự có phân tất, người ám sát hắn, hơn phân nữa cũng đoán được là ai, nghĩ đến biết ta đến Lâm An về sau, nàng cũng không dám lại động thủ đoạn tam lan tin tức hắn cũng là hai tháng trước mới biết được, nguyên bản còn tưởng rằng là lời đồn đại, bây giờ xem ra, sợ là thực sự. Hoàng gia di máu, mà đồng dạng biết tin tức này, cũng liền như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, xem ra, phụ hoàng bên người, còn lưu lại tai mắt, hồi kinh về sau, là nên thật tốt quét dọn một lần, về phần tam lan, đổng thanh có chút khó khăn, hắn vốn chỉ muốn nhìn qua một chút, như tin tức là giả thì bỏ mặt, nếu là thật sự liền giết xong việc. Bây giờ, cũng có chút không nở, nhớ tới mới thiếu niên bắt hắn lại tay mặt đỏ tới mang tay ngây ngô bộ dáng, động thanh thở dài, thôi, nếu là đoạn cửu có thể cam đoan hắn cả một đời đều không ra lâm an, lưu hắn một mạng cũng không sao, dù sao một cái tại triều không có chút nào căng cơ con riêng, chính là bị đón về, cũng vô pháp dao động hắn mảy may căng cơ. Lại nói không chừng, tương lai còn có phát huy được tác dụng thời điểm liền không biết phụ hoàng nếu là nhìn thấy tam lang, liệu sẽ sẽ giống đối tư mã nhạc như vậy yêu thích, đại khái là hắn suy nghĩ nhiều, đổng thanh lắc đầu, rốt cục nằm ngủ. Lâm An lại có một cơn mưa thu, kỳ quan bọn người dậy thật sớm rửa mặt quét dọn, trong phòng bếp cũng đốt nước nóng, sau một lát nghe thấy trên cầu thang có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, đều là sững sờ. Hôm nay đổ tam tư xuyên một kiện nhan sắc mới tinh làm lục sắc theo hoa váy, trói cánh tay cột rơi xuống cảm nhận tay áo, tóc cũng dùng một cây cây trâm bàn lên mặc dù nhìn xem vẫn là tuổi không lớn lắm nhưng lại tự có một cổ xinh đẹp nho nhã linh động cảm giác mà lại cả người đều sáng rõ sinh động không ít trải qua hôm qua kia một lần hôm nay mới giống như là cái chân chân chín chín tuổi trẻ lão bản nương ba người kinh hỉ nói lão bản nương hôm nay cách ăn mặc thật là dễ nhìn sợ là cái này trên đường một cành hoa nói mò ta chính là đổi một kiện quần áo mới mà thôi đổ tam tư đỏ mặt lên thấy ba người đã quét dọn tốt địa phương, không khỏi hơi kinh ngạc, các ngươi sớm như vậy a? À? kỳ quan nói, không vội, chỉ sợ không kịp chiêu đãi khách nhân đâu, nhưng cũng quá sớm, 11-12 tuổi hài tử, chính là đang tuổi lớn, đỗ tam tư không nói chuyện, ra ngoài cả người bán hàng trong mua chút bột đậu, lại đi tìm phạm đại thúc, phạm đại thúc trên dưới dò xét nàng một chút, liên tục gật đầu, không sai, tam nương có chính là mẫu phong phạm, sửa mẫu đỗ tam tư dừng một chút mới nghĩ rõ ràng nàng nói là nguyên thân mẫu thân cười nói mới khai trương liền phải có tình cảnh mới nha mua mấy cái bánh thịt trở về đỗ tam tư đối ba người thiếu niên nói vừa sáng sớm không cần dậy sớm như thế cũng không ai sớm như vậy đến uống rượu về sau trước nhét đầy cái bao tử lại nói kỳ quan mấy người nói cám ơn liên tục nhìn về phía đỗ tam tư ánh mắt càng nóng rực đỗ tam tư bị bọn hắn thấy có chút xấu hổ lại từ trong tay áo ước lượng ra hai lượng bạc cái này hai lượng bạc các ngươi lại đi mua chút mùa đông quần áo dày cùng dày đặc đệm chăn, lúc trước tiểu nhị chỗ ở vẫn còn lớn, quá hai ngày không, ta lại mang các ngươi đi mua chút giấy bút học chữ, học chữ, ba đứa hài tử kinh ngạc phải bánh thịt đều kém chút rơi, lại còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, trong tiệm liền đỉnh đạt tiếng đến một người, mang theo một thân mệt mỏi phong trần, đem ghế lôi ra soạt một tiếng, lớn giọng kêu lên, không nghĩ tới quán rượu này thế mà còn có thế mở lên, ngược lại là không uổng công, có cái gì tốt trụ, kia hai vò ra tới cho ta nếm thử, mới nói quá không ai sớm như vậy đến uống rượu đổ tam tư, mẹ nó, mặt nàng đau quá, đổ tam tư chê cười quay đầu, nhìn về phía người kia, bỗng nhiên nhìn thấy một vị trong trí nhớ cũ gương mặt, sắc mặt thông suốt biến đổi, cửu cửu, chương 19, trương đại gây sự, đổ tam nương thân phận là cái gì, bé gái mồ côi pháo hôi. Bé gái mồ côi pháo hôi đại biểu cho cái gì? đại biểu cho cho dù có thân thích đó cũng là ác thân thích, chút người này thiết không thể băng, cho nên tiền phức tới cửa, tạo thành nguyên chủ bi kịch đầu nguồn một trong, chính là cái này tên là Trương Đại Cửu Cửu, nó mẫu Trương thị đích trưởng huynh, nguyên chủ mẫu thân bệnh nặng thời điểm, nguyên chủ đã từng đi tìm quá vị này cửu cửu. Nhưng mà hắn vị này cửu cửu là cái từ đầu đến đuôi dân cờ bạc, liền nhàn Hán đều so hắn có lòng cầu tiến, muốn hắn xuất tiền cứu người, khi làm sao có thể nguyên chủ mẹ đẻ chết bệnh về sau, đơn điệu linh đường bày bảy ngày, cái này cửu cửu thậm chí đều không có tới cửa đến đốt quá một nén hương, bây giờ đã qua hơn hai tháng, đỗ tam tư rốt cục đem tử lâu này khởi tử hồi sinh, cái này cửu cửu xuất hiện, chính là đồ đần đều biết hắn là tới làm gì, có lẽ là đỗ tam tư sắc mặt quá khó nhìn, kỳ quan mấy người cũng không nhúc nhích, nhìn chầm chầm kia xông vào quán rượu. Lấm la lấm lét nhìn chung quanh rõ ràng không có hảo ý nam nhân dân lên 12 vạn phần cảnh giác, quán rượu của bọn họ thơm ngào ngạt, trên thân người này lại có một cổ mùi lạ, giống như mười mấy năm không đổi quá quần áo đồng dạng, đổ tam tư sắc mặt phát chìm, rất muốn đem người đuổi đi ra, có thể. Nhưng nhìn lấy cái này dân cờ bạc thân khối tráng phải cùng trâu đồng dạng, nàng nào dám động đậy, vẫn là kỳ quan lôi kéo tay áo của nàng, còn không có trải qua biến âm thanh kỳ tiểu hài non ngớt mở miệng, lão bản nương, chúng ta muốn lên rượu sao, trước cái rắm. Rút đao tử tốt nhất, Trương Đại đã sớm biết mình đến không được hoan nghênh, nhưng hắn lại còn tưởng rằng Đỗ Tam Tư vẫn là cái kia yếu đuối có thể lớn nữ hài, mà lại không có muội muội của hắn, Đỗ Tam Tư không có dựa vào, mình đến chẳng phải là vừa vặn có thể chiếm lấy gia nghiệp, hắn cười lạnh, trên dưới giò xét Đỗ Tam Tư, không nghĩ tới nha đầu này ngược lại là dáng dấp đẹp mắt mấy phần, mặc dù ngũ quan không thay đổi gì hóa, nhưng luôn cảm thấy đẹp mắt hơn, mà lại quán rượu này cũng thay đổi, không chỉ có đồ vật biến nhiều địa phương cũng rộng thoáng rất nhiều. lại từ vừa rồi tới hắn liền phát hiện quán rượu này bên trong đồ vật đều là mới, cái này cần nếu không thiếu tiền a. À. nhà đầu này nơi nào đến tiền, sẽ không phải là bán mình đổi lấy a. À. trương đại tuyết miệng cười lên, chất nữ nhi, làm sao, không biết cửu cửu rồi. ngươi nhìn cửu cửu ngàn dặm xa xôi tới thăm ngươi, ngươi làm gì cũng phải cho cửu cửu rót cốc nước a. À, đổ tam tư ngón tay bóp trắng bịch, không nóng nảy hiện tại vừa mới khai trương, quán rượu cũng không thể náo ra nhân mạng tới. Trước tiên đem người ổn định lại nghĩ biện pháp, âm thầm hít vào một hơi, đổ tam tư đem kỳ quan mấy người đẩy về sau đẩy, vừa rồi nói với các ngươi ghi nhớ sao. Ghi nhớ liền đi đi, nơi này ta đến là được, cái này ma bài bạc nghe nói còn là cái bạo lực cùng, vạn nhất đối mấy đứa bé động thủ động cước, một quyền kia dưới đầu đi phải nhân mạng, vẫn là đừng để cho bọn họ tới, kỳ quan mấy cái cơ linh, cũng thấy ra không đúng vị đến, lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, lão bản nương, muốn báo quan sao, báo quan có làm được cái gì, cái này ma bài bạc cũng không có phạm tội, đỗ tam nương cố tự trấn định kéo xuống khóe miệng, không cần, các ngươi đi thôi, nơi này ta đến liền tốt, mấy đứa bé do do dự dự đi, đỗ tam nương lúc này mới cả gan đi qua, đem trà hoa cúc cách cái bàn cho hắn rót một chén, suýt nữa không có bị trên người hắn kia cổ khí vị cho hung phun ra cửu cửu tới không khéo, quán rượu vừa mới gây dựng, chất nữ nhi hiện vội vàng, sợ là không có gì tốt chiêu đãi. Trận to mắt trừng một cái, ba vỗ lên bàn một cái, kia chén trà lại nhảy dựng lên, nước trà dội đầy đất, ngươi có ý tứ gì? Cửu cửu ta tới thăm ngươi, kia là nhìn ngươi lẻ loi hiu quản đến đối ngươi tốt đến rồi. Nha đầu chết tiệt kia, mẹ ngươi không dạy qua ngươi phép tắt thật sao, tới cửa liền đồ ăn đều không cung ứng, đổ tam tư ngón tay rung lên, trong lòng khủng hoảng cực, dùng sức cắn răng, cửu cửu nói đúng lắm, là chất nữ nhi nói nhầm, đồ ăn vẫn phải có. Có điều, ta không phải nha đầu chết tiệt kia, chết là mẹ ta, cửu cửu đến nhà, chẳng lẽ liền không muốn đi cho ta nương thắp nén hương, nói với nàng nói chuyện, trương đại nhìn chầm chầm nàng, cảm thấy nha đầu này thật sự là biến, lá gan thế mà biến lớn, hắn âm thầm cười lạnh, gã đi muội muội tắt nước ra ngoài, cũng không phải người trong nhà, trước cái rắm hương, hắn chính là làm tiền đến, làm sao dọc đi, người đều chết rồi, dân hương đều là giả, trương đại một chân dẫm ở bên cạnh trên nệm êm, trước tiên đem rượu thịt bưng lên, cửu cửu ta cùng ngươi tự ôn chuyện, đỗ tam tư đau lòng nhìn xem kia nệm êm, nhìn xuống buồn nôn, không nói lời nào xoay người nhập phòng bếp, chọn hôm qua dưới thân rượu thịt cho hắn bày mấy thứ, hừng. Còn có thịt bò đâu? Trận to mắt sáng lên, quỷ dị liếc nhìn nàng một cái, nhìn đoán không ra A nha đầu, ngươi so mẹ ngươi sẽ còn làm ăn, kiếm không ít tiền đi. Đỗ Tam Tư sụ mặt, vùng cái nói dối, cửu cửu suy nghĩ nhiều, ta hôm qua mới khai trương, tháng trước mượn vay nặng lãi, tháng sau còn, vay nặng lãi. Vậy sẽ không phạm pháp mà. Trương Đại trực tiếp dùng tay nắm lấy xương cốt, kia tay bụi bẩn, cũng không biết chạm qua cái gì, mang theo mấy phần ngờ vực vô căn cứ nói, ngươi nha đầu này cũng không nên lừa gạt cửu cửu, bằng ngươi tốt như vậy tư sắc, nơi nào còn cần mượn vay nặng lãi nha đỗ tam tư đỗ tam tư quả là nhanh bị buồn nôn nhã lời này có ý tứ gì có ý tứ gì mẹ nó nàng biết đây cũng là nguyên chủ ký ức cùng tình cảm tại ảnh hưởng nàng nếu không nàng là tuyệt đối không dám tức giận chỉ dám cười bồi nhưng là không có cách nàng khống chế không được chính mình nàng chôn thật sâu lấy đầu thanh âm cứng đờ cửu cửu mẹ ta vừa mới chết không lâu có thể quỷ hồn còn ở đây nàng không có bản lĩnh, chỉ có thể dùng quỷ hồn đến uy hiếp. Trương Đại Mũi co lại, khinh miệt nói, cái gì quỷ hồn lung tung ngổn ngang, trên đời này nào có cái gì quỷ, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi cũng đừng trách cậu nhanh mồm nhanh miệng, ta đây không phải lo lắng ngươi đi đường tà đạo mà. Hắn mập mờ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt tại đổ tam tư kia thân tiệm quần áo mới cùng tinh xảo dày theo bên trên dừng lại chỉ chốc lát, ngươi một cái tiểu cô nương nhà, ta muội tử kia xưa nay lại không có tồn ngân, Lo liệu tan sự về sau ngươi lấy tiền ở đâu? Ngươi cũng đừng làm chút phạm pháp hoạt động a. À, muốn làm người tốt. Trương Đại nhìn như lo lắng nói, cặp mắt kia cũng không ngừng ở trên người nàng quét, không biết tại suy tính ý đồ gì. Đổ Tam Tư một trận buồn nôn, lại không đổi giọng, cửu cửu cũng nói, ta một cái cô nương gia nơi nào đến tiền? Đương nhiên chỉ có mượn vay nặng lãi. Trương Đại hít mắt hạ con mắt, lộ ra không vui, nhà đầu chết tiệt kia, cửu cửu ngươi tại quan tâm ngươi đây. Ta là sợ ngươi bị những cái kia giả nam nhân lừa gạt, ngươi nói, đến cùng là ai đưa cho ngươi tiền, cửu cửu không tin liền thôi, Đỗ Tam Tư rung lên một cái, con mắt ửng đỏ, dù sao đến lúc đó thu vay nặng lãi người đến, cửu cửu tự mình hỏi bọn hắn sao chính là. Trương Đại nhíu mày, thấp giọng mắng câu gì, Đỗ Tam Tư không nghe rõ, dù sao không phải cái gì tốt lời nói. Chốc lát nữa Trương Đại lại để cho Đỗ Tam Tư bưng thịt bò ra tới, còn mình đi trên quầy lấy uống rượu, a à, cái này rượu tốt. Trương Đại giật mình nói, cái này rượu là rượu gì, lão tử làm sao cho tới bây giờ không uống quá. Đỗ Tam Tư miếng môi đứng ở bên cạnh, hồi lâu nói, còn có thể là cái gì, đánh vay nặng lại chỗ ấy lấy được rượu phương chứ sao. Trương Đại nghi ngờ nhìn nàng một cái, lần này ngược lại là không chút hoài nghi. Trương gia vốn chính là cất rượu nhà, nguyên chủ mẹ để chút bản lĩnh ấy Trương Đại cũng là biết đến, thật muốn có địa phương tốt tử, về phần đều không có tiền chữa bệnh nghèo rất mùng tơi sao, chẳng qua cái này rượu là thật tốt a. À. trương đại tâm tư khẽ động, nếu là đem toa thuốc này bán cho đại tử lâu, tối thiểu phải đổi lấy hai ba mười lượng bạc đi, làm sao cũng so vất vả cất rượu tới cũng nhanh sống, còn có cái này nha đầu chết tiệt kia, đối với hắn một mực lãnh đạm, cũng không nói muốn lưu hắn ở lại, sách, cũng là không bớt lo, vạn nhất thật mượn vay nặng lãi làm sao bây giờ, đỗ tam tư nhìn xem kia khó coi tướng ăn vô cùng hoài niệm ngày hôm qua chúc thể diện đoan chính công tử ca dù sao hôm nay nàng là ăn không ngon muốn ói chờ trương đại rốt cục ăn xong ba đứa hài tử cũng đều bưng lấy quần áo giày trở về đỗ tam tư tới cửa đón hắn nhóm để mấy người thả đồ vật liền đi phòng bếp đợi mình quét dọn cái bàn kết quả trương đại quả thực là chiếm địa phương bất động đỗ tam tư cầm cái chổi chỉ làm như không nhìn thấy hắn trực tiếp liền cái bàn đều cho dời bắt bắt đầu quét rác nhìn thấy sao nhìn thấy sao cái này gọi đuổi ra khỏi cửa khi trương đại đương nhiên biết đây là ý gì nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm bộ không hiểu dùng ánh mắt còn lại đánh giá tại trước mặt lắc đổ tam tư chậm rãi nói chất nữ nhi a à, kỳ thật mẹ ngươi chết thời điểm cửu cửu vốn là nghĩ đến hỗ trợ chính là có kiện chuyện đứng đắn muốn làm cho nên chưa kịp ngươi có cái cộng lông chuyện đứng đắn đỗ tam tư chỉ muốn cười lạnh trên mặt lại thản nhiên nói biết trương đại lại nói Ta kia muội muội số khổ a, à, gả cho một cái người làm biến, thật vất vả kiếm điểm gia nghiệp, nhưng lại bị bệnh, tráng niên mất sớm a, à, chỉ còn lại ngươi một cái, Cửu Cửu làm sao yên tâm nhìn ngươi một cái tiểu cô nương lẻ loi hiu quạng đây này? Đỗ Tam Tư, Cửu Cửu lo ngại, ta một người rất tốt. Cửu Cửu không đến thời điểm, ta cũng là một người thay mẫu thân rửa mặt, đưa tang, chính là quên thay Cửu Cửu thắp nén hương mà thôi. Trương Đại thần sắc vặn vẹo, bị nàng khó chơi làm bộ không hiểu dáng vẻ tức giận đến suýt nữa muốn mắng chửi người, ánh mắt giữ tận một hồi lâu mới chậm xuống tới, không được tự nhiên nói, đây coi là cái gì, đợi lát nữa cửu cửu liền đi bù một nén nhang là được, Đỗ tam tư nhíu mày, ngồi dậy nhìn xem hắn, không cần, nương ngay tại cái nhà này phiêu, nghe được cửu cửu có phần này tâm ý liền rất tốt, trương đại thình lình bị lời nói này phải sợ hãi, ngươi, cửu cửu còn có việc sao? Đỗ Tam Tư bình tĩnh nói, không có việc gì liền tránh ra điểm, lập tức tới ngay giữa trưa, ta còn phải thu thập địa phương tiếp đãi khách nhân đâu, cửu cửu không phải có chuyện đứng đắn sao. Đã như vậy, vậy liền đi làm chuyện đứng đắn đi, chất nữ nhi không dám chậm trễ cửu cửu, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi làm sao cùng cửu cửu nói chuyện đâu. Trương Đại không thể nhịn được nữa, Đỗ Tam Tư dọa đến lui lại một bước, đột nhiên hét lên một tiếng, mẹ, Trương Đại nâng tay lên dừng lại, thẹn quá hóa giận, ngươi mẹ hắn gọi bậy thứ gì, tam nương tử, lão bản nương, đổ tam tư tâm đều nhanh nhảy ra, nhìn xem hung thần ác sát trương đại gần như ngây người, không nghĩ tới mấy đứa bé lại từ trong phòng bếp lao ra ngăn tại trước mặt nàng, phạm đại thúc cũng không biết lúc nào đến, đem run rẩy đổ tam tư hướng sau lưng một vùng, trừng mắt, nơi nào đến nhàn hán. Thứ không biết chết sống, lại dám ở chỗ này đánh người. Ngươi sợ là không biết, cái này tam nương quán rượu chính là tri phủ đại nhân thâm điểm quán rượu, ngươi nếu là dám nắc tội tri phủ đại nhân, ngươi liền đánh, trương đại nghe được sững sờ, tri phủ. Ngươi lừa gạt ai đây, có phải là lừa gạt trên con đường này người đều biết. Phạm đại thúc siết quả đấm, cũng không hỏi thăm một chút rõ ràng đây là địa phương nào, liền dám đến dương oai, ta nhìn ngươi là không nghĩ tại lâm an tiếp tục chờ đợi, trương đại kinh nghi bất định, nhìn một chút đổ tam tư, ngươi còn nhận biết tri phủ. Trương Đại đột nhiên lập tức nghĩ ra, chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia thông đồng chính là tri phủ A, à? hắn ánh mắt sáng lên, bỗng dưng không tức giận, lại vẫn bật cười, ngươi nhìn ngươi, tất cả mọi người là người một nhà, chất nữ nhi A, à, ngươi làm sao liền cái này sự tình cũng giấu giếm ta, hả, Phạm Đại thúc khẽ giật mình, chất nữ nhi. Hắn mang theo căm ghét nhìn một cái Trương Đại, quay đầu nhìn về phía đổ tam tư, hắn là cửu cửu ngươi, nếu như là việc nhà, Vậy hắn liền không tiện nhúng tay a. À. Đỗ Tam Tư đã chậm tới, nàng đỏ hồng mắt nhìn về phía Phạm Đại Thúc, nhỏ giọng nói, nếu không phải quán rượu mở, ta còn thật không biết ta có cái quan tâm mình cửu cửu đâu. Phạm Đại Thúc. Hiểu. Trương Đại sắc mặt xanh lét, mạnh theo nộ khí, "Tiểu Tam Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ không trải qua sự tình, cửu cửu thế nhưng là tới chiếu cố ngươi. Ngươi cũng đừng liền trưởng bối đều không nhận, đây là người sao? Đây là bất hiếu." Phạm Đại Thúc đều muốn cười, nghĩ thầm trước kia cũng không gặp ngươi nhận quá muộn bối a. À. Phạm Đại Thúc, Đỗ Tam Tư bỗng nhiên mở miệng, "Cảm ơn ngươi a, à, ngươi trở về đi, còn phải chiếu cố sinh ý đâu, nơi này ta mình có thể." Phạm Đại Thúc không yên tâm nhíu mày, thấp giọng nói, "Nếu không." Vẫn là để người thông báo nha nội a. À, "Không cần, nha nội đã giúp ta đủ nhiều, đây là cuộc sống của nàng, là phòng ốc của nàng cùng sự nghiệp, nếu như ngay cả cái này đều muốn dựa vào người khác, khi nàng mãi mãi cũng không cách nào chân chính trên thế giới này đứng vững gót chân. Nàng đời trước cũng là một người đi tới, đời này, cũng làm không được mọi chuyện dựa vào người khác, huống chi, muốn đem người đuổi đi, cũng không phải rất khó, yên tâm, nàng ngẩng đầu, trầm tĩnh trong ánh mắt, lộ ra tĩnh mịch lãnh ý, ta biết nên làm như thế nào, chương 20, giả thần giả quỷ, trương đại ăn no liền trực tiếp đi tiểu nhị gian phòng bên trong nằm ngủ, nói cái gì dân hương tự nhiên cũng là thiên phương dạ lan, đỗ tam tư liền chưa từng có đối nàng ôm lấy quá hy vọng đỗ tam tư cũng không phải là nguyên chủ cho dù là dưới cái nhìn của nàng cái này cửu cửu cũng là từ đầu đến đuôi người xa lạ nàng đời trước chút sức làm cả một đời đều không có kiếm được nhà đời này ai cũng đừng nghĩ cùng với nàng đoạt trương đại muốn xúc phạm nàng ranh giới cuối cùng gần như điều lên nàng toàn thân trên dưới tất cả cảm giác nguy cơ cho nên toàn bộ buổi chiều đều có chút mất hồn mất vía cũng may có ba đứa hài tử chiếu ứng đỗ tam tư cũng là miễn cưỡng ứng phó tới tan tầm đóng cửa thời điểm trừng gấm mực nhìn xem phía trên kia rượu ra ngoài trương đại uống hai bình lại bán đi tầm mười bình vào sổ ngược lại là rất nhanh nhưng ngay lúc đó cũng phải tiêu xài nàng đánh giá thấp mở ra người đối rượu nhiệt tình còn tiếp tục như vậy nhiều nhất kiên trì một tháng nàng liền phải móc sạch vốn liếng nhất định phải nhanh đi mua vật liệu sau đó làm theo yêu cầu mấy cái càng lớn rượu nồi đất nếu có thể còn muốn đem cất rượu phòng rộng sửa một cái. Nói thực ra, chuyện này nguyên bản đổ tam tư là thu xếp đến nửa năm sau, lại mở chợ đêm, không nghĩ tới lúc này mới hai ngày, đổ tam tư liền đã có thể suy ra mình thiếu áo thiếu lương tương lai, chẳng qua trước lúc này, vẫn là muốn trước đêm trương đại đuổi đi mới được, thu thập xong hết thảy, kỳ quan mấy cái từ trong phòng bếp mang sang cơm tối ra tới, thịt bò cùng rau muối phối hợp canh xương hầm, còn có đổ tam tư đặc biệt lưu bánh cao lương, lão bản nương, ăn cơm, nhỏ giọng một chút, đổ tam tư để bọn hắn hạ giọng, chỉ chỉ kia chỗ ở của bọn hắn, cười khẽ nói, hôm nay chúng ta sớm một chút ăn, không phải chờ hắn tỉnh lại, chúng ta liền đợi đến uống gió Tây Bắc đi, kỳ quan ổn trọng nhạy bén, vương câu an tâm không nói nhiều, thấy đổ tam tư như thế, đối kia trương đại đều không có ấn tượng gì tốt, nhưng cũng không tốt nói cái gì, nhưng chu đáng đáng không giống, hắn vốn là tên ăn mày xuất thân, thân phận đều phái hai năm hắc hộ mới miễn cưỡng tại lâm an phủ lên tên mang theo con buôn khí cùng xúc động nhà trên lão bản đối với hắn không phải đánh thì mắng lần này thật vất vả được cái tốt lão bản sợ nhất chính là lại tới một cái thiên vương lão tử hắn xẹp hạ miệng nhìn không được nói lão bản nương cái kia cửu cửu muốn tại chúng ta nơi này đợi bao lâu a à? chúng ta ban đêm ngủ chỗ nào trước một cái kỳ quan vương câu ngược lại không khẩn trương nhìn đổ tam tư thái độ hiển nhiên cũng là cực kỳ không thích kia trương đại, nhưng vấn đề thứ hai liền có hơi phiền toái, trương đại uống đến say khước, còn trực tiếp nằm tại gian phòng của bọn hắn, may mắn bọn hắn tay mắt lanh lẹ, đêm hôm nay vừa mua quần áo dày đều mang ra ngoài, nếu không ngày mai khẳng định đều thối, Đỗ tam tư khóe miệng giật một cái, yên tâm, nhiều nhất ba ngày, ta liền đem người đuổi đi, mấy đứa bé liếc nhau, lo lắng nói, nhưng vạn nhất hắn đuổi không đi đâu. Không phải bọn hắn nhìn không nổi chính mình, mà là loại kia vô lại lưu manh nhất là không muốn mặt, mà lại hắn cùng đỗ tam tư ở giữa còn dắt mang theo quan hệ thân thích nếu là đánh người khác sợ là muốn chỉ vào đỗ tam tư mũi mắng nàng bất hiếu đuổi kịp đi chờ đuổi đi người lão bản nương liền đem các ngươi chỗ ở sửa chữa một chút đỗ tam tư cười khẽ phản phất định liệu trước trang trí đến lúc đó các ngươi liền biết đỗ tam tư cầm bánh cao lương cầm đũa tay nắm gấp không gọi bọn hắn trông thấy mình thấp thỏm ăn cơm trước ăn no chúng ta thương lượng một chút, ta có một ý tưởng, ăn xong lại chuẩn bị, bọn nhỏ gật đầu, bọn hắn dù sao là nghe đổ tam tư, đoạn nha nội cũng nói, nếu là tam nương tử có cái gì giải quyết không được phiền phức, lớn không được có thể đi vụng trộn nói cho đoạn nha nội mà, a à, đúng, trong tiệm này có mấy đầu phép tắt quên cho các ngươi nói. Thứ nhất, sau bữa ăn nhất định phải xúc miệng rửa tay, đánh răng tử nhào bột mì thuốc đều cho các ngươi chuẩn bị tốt, đừng làm hỗn. Thứ hai, muốn cần tắm rửa, chỗ ở nhất định phải sạch sẽ gọn gàng, không thể có mùi vị khác thường. Thứ ba, cất rượu phòng không có ta phân phó không thể đi vào, trăng lên giữa trời, hàng phong gào thét, trên lầu hai lầu cắt không ngừng truyền đến động tĩnh, đánh thức phía dưới nghỉ ngơi trương đại, trương đại nhíu mày, bụng lại đói, nằm mơ đều là ban ngày ăn thịt bò. Hắn đã thật lâu chưa ăn qua như thế dừng lại tốt, không khỏi có chút nhớ mãi không quên sau khi tỉnh lại còn muốn chửi một câu nha đầu chết tiệt kia keo kiệt, không biết lấy thêm điểm ra tới. Trong tường thảm cửa gỗ treo bụi bẩn vải rách, giống như là ai quần áo bị xé nát, theo gió rêu rao phiêu động. Trương Đại rất bực bội, luôn cảm thấy trong phòng này giống như có một cái dân hương tế điện thứ mùi đó, hắn kém chút cho là mình là tại trong chùa miếu tỉnh lại. May mắn trông thấy góc tường đặt vào củ kỹ ngăn tủ, đúng là hắn uống say thời điểm nhìn thấy, Trương Đại cười nhạo, làm nha quan lão bà còn cần cái này phá ngoạn ý ban lan ai lời còn chưa nói hết kia cách đó không xa cửa nhỏ đột nhiên bị mở ra không lý do một trận gió thổi tới mang theo từng tia từng sợi ý lạnh trương đại còn có chút bất tỉnh tăng đầu nháy mắt thanh tĩnh phía sau lưng tê dại một cái chớp mắt chỉ thấy kia cửa nhỏ bên ngoài đen như mực quán rượu vậy mà không biết lúc nào đóng cửa rồi mẹ nó dọa dạ lão tử nhảy một cái trương đại dắt một cái nước bọt mấy bước đi ra ngoài đột nhiên sững sờ cái này cửa sổ qua nghiêm nghiêm thật thật nơi nào đến gió tinh mệnh tê dại ý từ lòng bàn chân dâng lên trương đại ổn định tâm thần chỉ vào nhân cao mã đại hét lớn một tiếng sau đó vọt thẳng hướng quầy hàng không phải liền là một trận gió nha chưa chừng cái nào xó xỉnh bên trong tiếng vào đến đây này ầm ừ, lại là một tiếng trương đại dưới chân nhất định mượn ít ỏi ánh trăng trông thấy trong tử quán ương kia vô cớ lật đến ghế ánh mắt trừng một cái thứ đồ gì không phải đụng quỷ đi không phải nói quỷ đều sợ ác nhân sao trương đại không khỏi nghĩ lên ban ngày đổ tam tư đã nói một trận rùng mình lập tức lại trong lòng sinh nghi đừng không phải có người giả thần giả quỷ a hắn nhìn xem kia ghế không có nhìn thấy bốn phía dấu người nghi ngờ xoay người vòng qua quầy hàng liền phải đi lấy bình rượu ngon quầy hàng rất cao chống đỡ được một người trưởng thành trương đại đưa tay đi đủ rượu đột nhiên khóe mắt trông thấy trắng xóa hoàn toàn không là cái màu trắng người, một cái toàn thân trên dưới đều là tuyết trắng đồ vật dùng nhanh đến tốc độ khủng khiếp hướng về hắn lao đến, gương mặt to sắc trắng xanh, phía sau lưng phút chốc bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tay chân không bị khống chế trốn về sau, hoảng sợ kêu to, "Thứ gì?" "A a." À. Lăn đi, cút, hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất, nhưng lại nhìn đi, nơi nào có cái gì bóng người màu trắng. Chỉ thấy kia chính đối diện tủ rượu trên vách tường lại treo một tấm muội muội của hắn họa, khi họa sinh động như thật, nhan sắc diễm lệ, lại hình dung như khô lâu, giống như là trong tai nạn chết đói lưu dân, gương mặt lõm sâu, hốc mắt lồi ra, hai mắt nhìn chầm chầm hắn, một sợi ánh trăng chiếu vào, trương đại giống như là bị ai bóp lấy cổ, trích lên một tiếng kẹt tại trong cổ, hoảng hốt chạy bừa trở về chạy, a, à, có quỷ, hắn thất tha thất thểu, không có đi ra ngoài, ngược lại bò lại trên giường, co lại trong chăn run lẩy bẩy trên cầu thang, đổ tam tư trong tay dắt lấy dây thừng, ba cái tiểu hài cùng một chỗ dơ cây gỗ, chính che miệng liều mạng nín cười, đi đi đi, đổ tam tư cười giả dối, hôm nay trước hết dạng này, ngày mai chúng ta tiếp tục, ta ngược lại muốn xem xem, hắn có thế ở đây đợi bao lâu, nếu như là ta, khẳng định một ngày đều đợi không được. Kỳ quan chớp mắt cười, quay hàm thịt túc túc, vương câu cũng gật đầu, đúng a à, lão bản nương họa họa mặc dù khó coi, nhưng ban đêm nhìn thời điểm còn rất đáng sợ đâu, Chu Đáng đáng hướng trên đầu của hắn vừa gõ, nơi nào xấu rồi. Ta nhìn xinh đẹp cực kỳ, Đỗ Tam tư nhíu mày, đẹp mắt như vậy, cho ngươi ôm lấy ngủ. Chu Đáng đáng thân thể co rụt lại, kia. Kia vẫn là thôi đi, phốc, hì hì, hôm sau, Hừng Đông chẳng biết lúc nào, quán rượu đã gầy dựng, Trương Đại nghe thấy náo nhiệt tiếng rao hàng cùng nữ tử nhẹ nhàng cười sau đột nhiên bừng tỉnh mới phát hiện mình vậy mà tại cuối thu trong đêm bị mồ hôi ướt nhẹp một thân, một cổ buồn nôn thẹn mùi thối để hắn có chút không thở nổi. Hắn vội vàng mở ra cửa sổ, nhớ tới đêm qua, luôn cảm giác mình giống như là làm cái ác mộng, lại đột nhiên không thế nào sợ, nhất định là lão tử uống nhiều, trên đời này nào có cái gì quỷ. Nghĩ dọa đi lão tử. Nằm mơ. Trương Đại oán hận nói, nhưng mà đáy mắt, nhưng như cũ cất giấu một tia hoảng sợ. Đỗ Tam Tư thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hồng tụ tỷ tỷ, Ngươi cũng là đến mua rượu sao, lại một nữ tử cười nói, tiểu thư nhà ta nghe nói ngươi có rượu ngon, chỉ là bởi vì từ hôn sự tình, hai ngày này thoát thân không ra, cố ý gọi ta tới mua một bộ rượu, 28 lượng bạc đúng không, ta thả chỗ này, hồng tụ tỷ tỷ chậm một chút, ngươi mua một bộ cầm không dễ đi, ta để tiểu nhị đưa ngươi trở về, nói đổ tam tư thanh âm hơi lớn, chu đáng đáng tại phòng bếp lấy một phần ta dầu chiên thức ăn ngoài thịt bò đầu ra tới. Hồng tụ tỷ tỷ cầm trên đường ăn, thức ăn ngoài nhỏ đồ ăn vặt, đây cũng là đổ tam tư hôm nay mới nghĩ tới. Hồng tụ không nghĩ tới mình đi một chuyến còn có thế cầm tới ăn, lập tức tiếng cười càng chân thành, vậy được, vậy ta liền cảm ơn qua. Chờ tiểu thư giải cấm túc, lại tới cho ngươi cổ động A, đổ tam tư ha ha cười, trương đại nghe luôn cảm thấy có chút miễn cưỡng, lạc tiểu thư thuận tiện mới có thể các không thể miễn cưỡng mình a, à, không miễn cưỡng. Hồng Tụ nói, Đỗ Tam Tư, Trương Đại Lại Kinh vừa nghi, hắn là biết Lâm An có cái lạc gia, đây chính là thế gia dòng giỏi, nhà nàng tiểu thư thế mà đi theo nha đầu chết tiệt kia có kết giao, Trương Đại mặt dày ra ngoài, liền gặp hai cái tiểu nhị bưng thịt rượu đi lại, mà Đỗ Tam Tư chỉ phụ trách lấy rượu ra ngoài, trong tay cũng không có bàn tính, dùng bút thang viết siêu siêu vẹo vẹo ký hiệu, nhìn xem giống như là sổ sách làm sổ sách đều bày nhiều như vậy đạo đạo trương đại cười lạnh hắn là vậy sẽ nhìn sổ sách người sao trương đại hướng trên tường nhìn một chút mẹ ngươi đâu a à. đỗ tam tư bận biểu bên trong khẽ giật mình cái gì trương đại trừng mắt lão tử hỏi ngươi treo trên tường chân dung đâu đỗ tam tư ngẩng người vô tội nhìn xem hắn cười nói cửu cửu lại nói cái gì a à. nào có mới mở nghiệp ở trên tường treo người mất chân dung Khi nhiều không may trương đại giật mình sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngươi. Ngươi không có bức họa, cửu cửu, ta vội vàng đâu, đổ tam tư nhìn nàng một cái, trong tay bút thang tùy ý nhất câu, ngài muốn ăn muốn uống cái gì, ta để vương câu lấy cho ngươi tới chính là, hồng tụ còn chưa đi xa, cùng chu đáng đáng nhìn lại, khẽ nhíu mày, cái kia bẩn thiểu hán tử là ai, chu đáng đáng nhanh nhất, nhất thời cười lạnh, một cái bại hoại. Chu đáng đáng đem trương đại hôm qua xuất hiện liền phải đánh người sự tình nói, một mực nói đến ban đêm bọn hắn giả quỷ dọa người, hồng tụ nghe được nhíu chặt mày, khi dân cờ bạc ác đồ sợ không phải quỷ có thế dọa đi, cho dù dọa đi nhất thời, mấy ngày nữa sợ là lại muốn xuất hiện, hồng tụ hỏi, các ngươi nha nội mặt kệ sao, chu đáng đáng thở dài, lão bản nương nói, nhà của mình, phải học được mình thủ hộ, không thể đều dựa nam nhân, hồng tụ ngẩn người, đột nhiên cười, tam nương tử tuổi còn trẻ, chủ ý này ngược lại là cùng cô nương nhà ta một cái đơn thuốc tạ ra tới. Hồng tụ cảm thấy rất có ý tứ, quay đầu liền gặp việc này nói cho Lạc Thanh Mai. Lạc Thanh Mai ngay tại trong phòng vẽ tranh, nghe vậy nhíu mày, chậm rãi nói. Là cái tốt nha đầu, trong nhu có cương, nàng dừng một chút, khóe miệng khẽ công, đã dạng này, ta cũng giúp nàng một tay. Đoạn gia, hậu viện, một thân trang phục đoạn tam lang trung bình tấn mềm nhũng, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Hàn kiếm nói, ta nói, ngớ ngẩn, hàng kiếm, cái gì đồ bỏ cửu cửu. Bản thiếu gia một ngày không có đến liền phiền phức tới cửa, đáng chết, đoạn tam lan cái mông vỗ, đoạn phó. Đoạn phó, mang lên người, cùng lão tử xét nhà, không phải, chết người đi, dừng lại. Đổng thanh ngồi tại trong đình, chậm rãi nhìn hắn một cái, nàng đã không tìm đến ngươi, chính là có thể tự mình ứng đối, ngươi làm gì đi qua làm cho giống trống khua chiên cũng làm cho nàng phải một cái trận thế lớn cậu thanh danh đoạn tam lang gấp nhưng nàng lá gan như vậy nhỏ còn như vậy thích sạch sẽ nhà xí đều bày lưu ly khi cậu thí cửu cửu lại hung vừa thối thì tính sao đoạn tam lang trừng mắt đổng thanh bất đắc dĩ vẫy gọi để hắn đứng ở trước mặt mình ngươi cần thử tin tưởng nàng nàng cũng không ngu ngốc nếu là không có cách nào đối phó ngươi còn có ba cái nhãn tuyến không phải đoạn tam lang mạnh miệng cái gì nhãn tuyến ta nghe không hiểu đổng thanh cười như không cười nhìn xem thiếu niên thiếu niên không đầy một lát liền đỏ mặt quay đầu nói không đến liền không đi ngươi đừng đi ra nói lung tung hàng kiếm nhìn dưới mặt đất nhưng cười không nói phải lại một cái tay cầm